Giáo viên này đi dạy học nhưng không mang theo giáo trình mà chỉ cầm một túi rác. Cô đổ hết túi rác trên bục giảng. Cưa, rìu, búa, tất lưới, thuốc ngủ, cái gì cần có đều có. Sinh viên đều cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Bỗng nhiên giáo sư muốn sinh viên của mình chọn ra dụng cụ thích hợp để giết người nhất. Các sinh viên đều vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên họ vẫn nghe theo lời giáo viên để lựa chọn. Cuối cùng trên bàn chỉ còn một lọ thuốc ngủ. Xem ra mọi người đều lựa chọn những cách giết người tàn nhẫn nhất. Sau đó giáo viên đã đề ra bài tập cho các sinh viên. Cô muốn các sinh viên tưởng tượng bản thân chính là sát thủ. Sau đó hãy viết lại một cách chi tiết nguyên nhân mình lựa chọn hung khí này. Ngày hôm sau giáo sư chấm điểm bài viết. Mỗi sinh viên đều lên trên bục giảng lấy bài của mình về. Một cô gái giơ tay lên hỏi rằng tại sao không có bài của mình. Nhưng giáo sư dường như không hề muốn để ý đến cô ấy, cô đi lên bục giảng và mở máy tính. Vậy mà cô gái này lại đạt điểm tuyệt đối. Các bạn cùng lớp đều phải thốt lên những tiếng ngưỡng mộ. Hung khí mà cô gái này chọn lại chính là chiếc tất lưới. Giáo sư nói với họ rằng cô gái này có thể giành được điểm tuyệt đối vì cô rất thấu hiểu mục đích sử dụng tất lưới của hung thủ. Giáo sư cũng muốn cô hãy nói nguyên nhân lựa chọn hung khí cho cả lớp. Cô gái nói rằng lúc đầu mình chọn tất lưới vì nó sẽ không để lại dấu vân tay. Hơn nữa so với các hung khí khác thì nó cũng không quá tàn nhẫn. Nhưng cô ấy đã thử nghiệm và phát hiện ra tất lưới có tính đàn hồi cao. Do đó tất lưới rất khó có thể siết chặt cổ nạn nhân. Nó cũng không thể giết người một cách nhanh chóng. Nếu như hung thủ muốn giết người thì tất lưới không thể nào là lựa chọn đầu tiên. Do đó cô ấy nghĩ hung thủ không chỉ đơn giản là muốn giết người, mà hắn ta còn muốn hưởng thụ sự hưng phấn. Mọi người bỗng nhiên ồ lên, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Đèn trong phòng học bỗng nhiên trở nên tối đi. Giáo sư ném một cuộn băng dính cho cô gái. Cô muốn cô gái hãy trói tay người bạn bên cạnh mình. Hai người đều cảm thấy rất kỳ lạ nhưng vẫn làm theo. Khi nhìn thấy người bạn đã bị trói tay, giáo sư nói, chúng ta dùng băng dính trói xong coi như là đã giết. Cô gái bỗng thấy sợ run người, cuộn băng dính rơi xuống mặt đất. Sau đó cô hỏi học sinh, nếu như em là tội phạm thì em sẽ xử lý số băng dính còn lại thế nào? Có người nói rằng có thể đốt để hủy chứng cứ. Có người lại nói có thể đem vứt đi là được. Cũng có người nói có thể xem như chưa xảy ra điều gì cả, đem cuộn băng dính dùng như thường là được. Nhưng giáo sư lại nói, chúng ta hãy hỏi kẻ sát nhân xem hắn xử lý thế nào. Em nghĩ rằng em vẫn sẽ giữ lại, biết đâu sẽ vẫn cần dùng. Mọi người đều bị những lời này dọa sợ. Cô gái vội cười xòa rồi nói chỉ đùa một chút thôi. Nhưng giáo sư mang nét mặt rất nghiêm trọng đến nói với cô ta một điều. Mỗi lần hung thủ nhìn thấy cuộn băng dính sẽ đều nghĩ đến thời điểm giết người. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của giáo sư, cô gái cảm thấy hơi sợ hãi. Về đến nhà, giáo sư bắt đầu hồi tưởng lại câu trả lời. Cô quan sát những bức ảnh chụp thi thể ở hiện trường vụ án. Mỗi cô gái trong các bức ảnh đều bị giết chết bởi những đôi tất lưới. Thi thể toàn thân tím ngắt, trên chân và cổ đều bị siết chặt bởi tất lưới. Thi thể này cũng đã chết được một khoảng thời gian. Nhưng có một việc khiến người ta không ngờ đến. Việc bất ngờ này chính là không lâu sau đó, cảnh sát lại phát hiện ra một thi thể nữ. Mà cách thức gây án của hung thủ cũng giống hệt vụ kia. Thi thể cũng bị buộc chặt tất lưới ở cổ và hai chân. Và có một điểm đáng nghi ngờ là tất cả nạn nhân đều là những cô gái trẻ đẹp nhưng lại không hề có dấu hiệu bị xâm phạm. Pháp y liền nói chuyện với cảnh sát phụ trách vụ án là Park Wang Ho. Ông nói rằng trên người nạn nhân không tìm ra được một dấu vân tay của người nào khác. Wang Ho đã thề rằng nhất định sẽ tìm được hung thủ. Tuy nhiên vẫn chưa đợi cảnh sát tiến hành điều tra thì lại phát hiện ra một thi thể nữ khác. Trong vòng 3 ngày mà hung thủ đã giết 3 người. Đồng thời cảnh sát cũng phát hiện ra một điều. Ngoài việc khi chết những cô gái trẻ này đều đi tất lưới thì họ không hề có quan hệ gì với nhau. Wang Ho nhận ra rằng nếu không sớm bắt được hung thủ thì sẽ lại có rất nhiều người vô tội bị sát hại. Wang Ho tâm trạng rất phức tạp ngồi ở văn phòng. Lúc này một vị cảnh sát hình sự bên cạnh nói, nếu như cùng nhau phá án thì có thể có thêm manh mối. Nhưng họ không biết rằng có một sự việc đang xảy ra tại một con đường nhỏ hẻo lánh. Một cô gái trẻ đẹp đang trên đường về nhà một mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy đằng sau lưng mình có tiếng động. Cô vô cùng sợ hãi và quay đầu lại. Nhưng đằng sau không hề có người nào. Nhưng cô vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên. Bởi vì gần đây xảy ra rất nhiều vụ án. Cô gái sợ hãi bỏ chạy. Tuy nhiên đằng sau bỗng xuất hiện một người. Một vụ án lại xảy ra trong tiếng thét tuyệt vọng. Sau khi được báo án, Wang Ho nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường. Vụ án này giống như các vụ án xảy ra gần đây. Thi thể cũng bị trói tay chân và dùng tất lưới thắt cổ. Khi nhận được thông báo, người chồng của nạn nhân ôm theo con nhỏ đến hiện trường. Anh ta không tin vợ mình cứ thế ra đi mãi mãi. Anh ôm lấy món quà mà vợ chuẩn bị cho mình khóc lóc vô cùng đau đớn. Kết quả pháp y cũng giống như mấy ngày trước. Đội trưởng cũng bắt đầu tin những vụ án này do cùng một người gây ra. Khi thấy nhiều người vô tội thiệt mạng, vị cảnh sát chính trực như Wang Ho phẫn nộ, quyết tâm theo án đến cùng. Nhưng đã điều tra mấy tuần mà không có manh mối gì. Vụ án vẫn cứ để đó. Chồng của người bị hại không thể chấp nhận việc vợ đã mất. Chỉ nói một câu không bắt được hung thủ là xong sao. Wang Ho cũng vô cùng chán nản. Không phải anh ấy không muốn bắt, mà thật sự không có manh mối nào. Thời gian đã đến 19 tháng 8 năm 1986. Cảnh sát lại phát hiện thi thể trong đường hầm. Thi thể này cũng bị tất lưới trói chết. Khi phân tích hiện trường, Wang Ho phát hiện ra trên chân nạn nhân có vết tròn đáng nghi. Anh liền ngay tập tức đến tìm pháp y Kim.
anh hỏi ông mấy vụ án năm ngoái có phải cũng có điểm chung này. Pháp y đã xác nhận suy đoán này của anh. Do đó Hoàng Hò càng chắc chắn rằng những vụ án này do cùng hung thủ gây ra. Nhưng bây giờ phát hiện ra trên chân nạn nhân có 6 vết tròn, nhưng hiện nay họ chỉ phát hiện ra 5 thi thể. Vậy chắc chắn còn có một thi thể chưa được tìm ra. Đội trưởng ngay lập tức phái đội ngũ của mình đi tìm kiếm. Tuy nhiên họ đã tìm kiếm suốt 2 tháng trời. Hoàng Hò bận rộn đến mức nhà cũng không về được, mãi mới có thời gian về nhà một chuyến. Nhưng anh chỉ thay quần áo xong sau đó lại đi. Vợ mới cưới của anh đã tặng cho anh một chiếc còi. Cô mong rằng khi anh gặp nguy hiểm thì có thể thổi còi báo hiệu. Hoàng Hò hứa với vợ rằng anh nhất định sẽ bắt tên tội phạm. Hoàng Hò nằm trên tấm bản đồ ghi chú những địa điểm tìm thấy nạn nhân. Anh bỗng nghĩ đến địa điểm đầu tiên mà hung thủ quyết định giết người. Địa điểm này nhất định là nơi hung thủ quen thuộc. Sau đó, hắn ta càng cảm thấy tự tin vì mình không bị bắt, rồi bắt đầu gây án ở những nơi xa hơn. Dựa theo suy đoán này, anh và đồng đội cùng nhau đến nơi đầu tiên xảy ra án mạng điều tra. Lần này họ đã thật sự phát hiện ra manh mối. Họ gặp được một bé gái, cô bé nói gần đây rất nhiều chú chó ở khu này mất tích. Cô bé nghi ngờ một chàng trai học cấp 3 ở gần đó đã làm. Hoàng Hò đi đến nơi mà cô bé nói. Anh dùng tay đào đất lên, không ngờ bàn tay dính đầy máu. Dưới đất có chôn 10 thi thể của những chú chó. Hoàng Hò không dám tin rằng trên đời này lại có kẻ điên cuồng đến thế. Kẻ làm ra chuyện này phải biến thái đến cỡ nào. Lúc này một cậu học sinh bỗng nhiên xuất hiện từ đằng sau. Anh nghĩ rằng cậu ta chính là người đã giết chết các cô gái. Nhưng khi bị phỏng vấn, cậu trai này nói mình chỉ giết những chú chó, chứ chưa bao giờ dám ra tay giết người. Nhưng Hoàng Hò thì không hề tin tưởng kẻ biến thái trước mặt. Anh túm cổ cậu ta rồi điên cuồng hỏi. Ánh mắt của cậu ta bỗng trở nên lạnh lùng. Cậu ta lạnh lùng và nói, tôi giết đó, anh có dám đánh tôi không? Hoàng Hò nhìn cậu bé trước mặt không hề coi trọng sinh mệnh con người. Anh trở nên vô cùng phẫn nộ. Anh giơ nắm đấm đấm cậu ta ngã xuống đất. Đội trưởng phải chạy vào can ngăn Hoàng Hò. Ông nói rằng cậu bé này có chứng cứ ngoại phạm. Nhưng Hoàng Hò cảm thấy không cam lòng. Tối hôm đó anh đến đường hầm nơi phát hiện ra thi thể thứ 6. Anh mong rằng sẽ tìm kiếm được thêm manh mối. Hoàng Hò bất ngờ phát hiện nơi mà cô gái chết có một người ngồi ở đó. Đồng thời người đó còn đang mô phỏng lại tư thế chết của cô gái. Lúc này nếu có người xuất hiện ở hiện trường vụ án, không phải hung thủ thì chính là cảnh sát. Hoàng Hò ngay lập tức chạy về phía trước. Nhưng kẻ bí ẩn này đã biến mất. Trong lúc Hoàng Hò đang tìm kiếm khắp nơi thì bỗng nhiên hung thủ lao ra từ đằng sau. Hắn ta đánh mạnh khiến Hoàng Hò ngất đi. Lúc này Hoàng Hò chỉ kịp nhìn thấy một bóng người mờ mờ. Hắn ta dần dần biến mất trong đường hầm. Hoàng Hò dần dần tỉnh lại sau khi bị ngất. Anh đi khập khiễng ra khỏi đường hầm. Đến khi anh về đến cục cảnh sát, bỗng nhiên phát hiện ra một người xa lạ đang ngồi ở chỗ của mình. Anh ta tự xưng mình là cảnh sát Kim Si-an-je. Nhưng Hoàng Hò chắc chắn rằng cục cảnh sát của mình không hề có người này. Anh nghĩ rằng người này bị điên, liền nhốt anh ta lại. Si-an-je nhìn người đàn ông kỳ lạ trước mắt, cho rằng Hoàng Hò đến để làm loạn. Hoàng Hò đang nhìn thiết bị kỳ lạ trước mặt. Trên bàn cũng là những chiếc điện thoại đã thay đổi. Khung cảnh xung quanh anh cũng thay đổi vị trí. Đây chắc chắn không phải cục cảnh sát mà anh quen thuộc. Bỗng nhiên Hoàng Hò cảm thấy rất đau đầu. Lúc này máy fax bỗng gửi đến một giấy tờ. Chính là giấy điều chuyển một cảnh sát trưởng có tên y hệt với Hoàng Hò đến cục cảnh sát này vào năm 2016. Hoàng Hò rất hoang mang, bởi vì theo anh thì bây giờ là năm 1986. Mà người bây giờ vẫn còn chưa sinh ra thì sao có thể bị điều đến nơi này? Anh đi một vòng quanh cục, cảm thấy mọi thứ đều vô cùng xa lạ, đây không phải nơi mà anh quen thuộc. Anh bỗng cảm thấy vô cùng hoang mang. Hoàng Hò không hiểu tại sao mình bỗng dưng lại xuyên không. Anh đi về cục cảnh sát. Cảnh sát Kim Si-an-je không hề quen biết Hoàng Hò. Anh đề nghị Hoàng Hò rời khỏi đây. Nhưng Hoàng Hò nghĩ rằng Si-an-je là một kẻ điên đang làm loạn. Anh còn còng tay Si-an-je vào cửa sắt. Ngày hôm sau, mọi người đến làm việc, nhìn thấy cảnh sát Kim bị khóa vào cửa. Sau đó còn nhìn thấy Hoàng Hò, một người xa lạ. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Si-an-je hỏi Hoàng Hò là người ở nơi nào đến đây. Hoàng Hò liền nói ra tên của mình. Mọi người nghĩ rằng cảnh sát mới được phân đến chính là anh. Hoàng Hò nói mình không phải bác Hoàng Hò kia. Sau đó anh rời khỏi cục cảnh sát. Sau khi anh rời đi, mọi người cùng nhau nghiên cứu còng tay mà anh để lại. Cái còng tay này vậy mà lại là một chiếc còng tay từ lâu đời. Đội trưởng bỗng nhiên nghĩ về thời mình còn trẻ. Tiền bối của anh khi xưa cũng dùng loại còng tay này. Hóa ra đội trưởng chính là người đồng đội khi xưa của Hoàng Hò, Jeon Seong-sik. Anh không thể tin được nhìn lại tấm ảnh hồi trẻ. Tấm ảnh năm 1986. Năm đó mọi người đi tìm Hoàng Hò khắp nơi, nhưng chỉ tìm thấy đèn pin của anh. Họ còn nhìn thấy một vết máu lớn, nhưng người thì biến mất. Vợ Hoàng Hò là Shin-eun-sok vô cùng đau khổ, liền ngất đi. Khi cô tỉnh lại ở bệnh viện, bác sĩ nói với cô đã mang thai. Tuy việc Hoàng Hò mất tích khiến Eun-sok vô cùng tuyệt vọng, nhưng cô vẫn muốn giữ lại đứa bé. Thời gian lại quay trở về năm 2016. Hoàng Hò đang dựa theo trí nhớ của bản thân để đi tìm kiếm nhà của anh và Eun-sok. Tuy nhiên khu nhà nhỏ đã biến thành một khu phố lớn. Mặc dù anh không biết rằng tại sao mình đến được đây, nhưng anh chắc chắn việc này liên quan đến đường hầm kia. Anh quyết định đi đến đường hầm để xem mình có thể quay về không.
anh liền gọi một chiếc xe, không ngờ lên xe thì phát hiện tài xế giống hệt phóng viên O5-1986. Tài xế liền chở anh đến bệnh viện tâm thần Hoa Giang. Một người phụ nữ tóc ngắn đi từ trong bệnh viện ra, cô ngồi lên trên xe của tài xế. Sau khi chiếc xe đi khỏi, Wang Ho phát hiện nhà cầu nguyện năm xưa đã biến thành bệnh viện tâm thần, mà đường hầm khi xưa cách nơi này tầm 500m. Khi anh đang định đi đến đó thì có tiếng hét vang lên. Tất cả mọi người đều hoảng loạn. Là một người cảnh sát chính trực, Wang Ho cũng chạy đến xem xét. Một nữ bệnh nhân đã bị chết do một chiếc bút chì xuyên qua cổ. Khi anh nhìn thấy hình xăm bên tai của cô gái, anh bỗng nhớ đến một vụ án năm xưa một người phụ nữ bị chồng bạo hành nên đã hạ độc chết anh ta. Nhưng cô ta không hề nhận tội của mình. Khi nhìn thấy thảm trạng của cô gái này, anh bỗng nghĩ cô ta đã phải trả giá đắt. Wang Ho cũng đi đến đường hầm kia. Anh không ngừng chạy đi chạy lại trong đường hầm, nhưng anh vẫn không thể quay trở về năm 1986. Vào năm 1986, Jeon Sa cũng đến đường hầm. Cô nhìn thấy chiếc còi mà mình đã đưa cho Wang Ho. Cô nghĩ rằng chồng mình nhất định đã xảy ra chuyện, khóc lóc vô cùng thương tâm. Wang Ho vẫn đang chạy trong đường hầm. Anh vừa chạy vừa hét to tên của Jeon Sa. Jeon Sa bỗng nghe thấy tiếng chồng mình. Cô chậm chậm đi về phía trước. Còn Wang Ho thì chạy vụt qua người cô. Dường như anh không hề nhìn thấy vợ mình. Mặc dù họ ở dòng thời gian khác nhau, nhưng vẫn gặp được nhau. Jeon Sa khóc vô cùng đau khổ. Wang Ho cũng rất đau đớn. Khoảng cách vài mét nhưng lại dài vô tận. Wang Ho chỉ đành về lại cục cảnh sát. Anh quyết định sẽ dùng thân phận của Park Wang Ho sinh năm 88 để sống ở đây. Sau đó anh sẽ tìm cách trở về. Đội trưởng liền phân cho Wang Ho và Kim Si An Je về một tổ. Nhưng hai người họ không ai chịu nhường ai. Jeon Je bắt đầu phân tích tình huống người bị hại. Wang Ho cũng biết được rằng lúc còn sống người bị hại đã gặp một cô gái. Anh bỗng nhớ đến người phụ nữ mình đã gặp hôm đó. Đội trưởng ra lệnh cho Si An Je và Wang Ho đi điều tra tài xế. Sau đó họ đã tìm thấy tài xế ô. Tài xế nói với họ người phụ nữ đã xuống xe tại Đại học Hoa Giang. Sau đó hai người họ cùng nhau đến Đại học Hoa Giang điều tra. Họ tìm thấy người phụ nữ cũng chính là giáo sư Shin Jerry. Họ cũng hỏi cô lý do đi gặp nạn nhân. Giáo sư Shin nói rằng bản thân là một nhà tâm lý học. Cô phỏng vấn tội phạm cũng là một điều bình thường. Cuối cùng, vụ án này đã kết luận là nạn nhân tự sát. Trong lúc đó, đội trưởng Jeon bắt đầu nghi ngờ thân phận của Wang Ho. Anh ta đến tìm một cảnh sát đã từng làm việc cùng Wang Ho. Anh ta biết được tất cả tư liệu về Wang Ho đã hoàn toàn biến mất. Anh bỗng có một suy nghĩ đáng sợ. Có thể Wang Ho này chính là Park Wang Ho của 30 năm về trước. Mà trong lúc này, một người phụ nữ đang bị mưu sát. Sau khi phản kháng, cô ta bắt đầu chút hơi thở cuối cùng. Trên chân cô gái này cũng có 5 hình tròn. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện dưới lớp tuyết thi thể một cô gái bị phân xác. Trên chân của thi thể cũng phát hiện ra 5 vết tràn màu đen. Wang Ho bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ thi thể thứ 5 mà năm 1986 không tìm thấy lại xuất hiện ở năm 2016 hay sao? Pháp y nói với anh, thời gian tử vong khoảng 1 tháng trước. Hóa ra 30 năm trước sau khi hung thủ sát hại cô gái thứ 5, hắn đã ký hiệu lên chân cô 5 vết tròn. Sau khi xác nhận cô gái đã không còn thở nữa mới bỏ đi. Nhưng hắn không hề biết rằng, sau khi mình đi, cô gái bỗng dưng mở mắt. Cô gái sau khi nhịn thở để lừa hung thủ, cuối cùng cũng thoát nạn. Nhưng 30 năm sau, cô vẫn bị sát hại. Wang Ho bỗng nhiên nhận ra một điều. Bản thân mình xuyên từ năm 1986 đến 30 năm sau là để phá vụ án giết người liên hoàn này. Có thể anh phải hoàn thành sứ mệnh sau đó mới có thể quay về. Anh quyết định ở lại đây để phá án. Wang Ho lại tiếp tục quay về cục cảnh sát. Đội trưởng đã mời nhà tâm lý học tội phạm Shin Jae-ji đến hỗ trợ điều tra. Nhưng nhóm của Wang Ho cảm thấy không cần thiết. Một nhà tâm lý thích nghiên cứu người điên thì có thể giúp gì được chứ? Sau khi nghe thấy vậy, Shin Jae-ji ngay lập tức rời đi. Sau đó họ bắt đầu phân tích vụ án này. Sian Jae đoán rằng tuổi tác nạn nhân từ 20 đến 30 tuổi. Anh nghĩ rằng người chết không phải người bản địa mà bị giết ở Seoul. Sau khi bị phân xác, hung thủ đã chôn xác ở đây. Nhưng người từng trải như Wang Ho thì nói cô gái này chắc chắn là người bản địa. Năm cô gái bị sát hại bất thành cũng mới 20 tuổi. Bây giờ chắc đã khoảng 40 đến 50 tuổi. Sau đó cô ấy đã đi đến vùng khác để chạy trốn hung thủ. Có thể gần đây nạn nhân mới quay lại. Mặc dù hiện tại báo cáo pháp y vẫn chưa gửi đến, nhưng Wang Ho đã có được thông tin vụ án này. Nhưng khi anh nói ra thì không một ai tin tưởng anh. Bây giờ chỉ cần so sánh DNA của người mất tích và nạn nhân với nhau là tất cả sẽ rõ. Họ sẽ tra ra thân phận người bị hại. Lúc này Wang Ho cũng vô cùng hoang mang. Anh không biết DNA là gì. Sau khi nghe pháp y phân tích, họ dự đoán người chết trong khoảng thời gian 30 ngày. Thông qua các số liệu về chiều cao và xương, có thể xác định đây là một cô gái trẻ. Các vết cắt thi thể đều vô cùng gọn gàng. Họ nghi ngờ hung thủ dùng cơ điện để cắt thi thể. Chỉ cần thông qua một chút manh mối đã đoán ra thông tin của thi thể. Điều này khiến Wang Ho vô cùng ngạc nhiên. Mà ở một bên khác, Si An Jae cũng đã tìm thấy danh sách người mất tích. Nhưng họ chưa thấy người mất tích nào có DNA trùng với thi thể. Do đó thân phận của nạn nhân chưa thể xác định được. Vụ án lại rơi vào cảnh không còn manh mối gì. Dù Wang Ho có nói gì đi nữa thì Si An Jae cũng không tin. Wang Ho chỉ đành một mình đi điều tra danh sách những người chuyển đi. Nhưng anh đã kiểm tra hết mà không thu hoạch được gì.
Lúc này anh bỗng nhiên nhớ đến một việc, để trốn kẻ sát nhân thì cô gái này chắc chắn phải đổi tên họ. Vậy nên anh ấy lại tiếp tục điều tra danh sách những người đổi thông tin cá nhân, cuối cùng cũng tìm thấy thông tin của người bị hại. Anh đi theo địa chỉ trên đó để đến nơi ở của cô. Anh cũng lấy những mẫu DNA trong vật dụng hàng ngày của nạn nhân đi. Sau khi so sánh, họ đã phát hiện ra DNA này trùng với nạn nhân. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Họ rất tò mò tại sao Wang Ho có thể suy luận ra. Wang Ho vô cùng đắc ý. Anh vô tình nói rằng bản thân mình từ 30 năm trước đã biết rồi. Nhưng câu nói này lại khiến cho đội trưởng phải chú ý. Anh nhớ lại hồi đó có một người đàn ông trông giống như Wang Ho. Anh ta nói với anh rằng các điểm đen trên chân nạn nhân chính là thứ tự bị sát hại. Anh bỗng dưng mở to mắt. Anh ta lấy ảnh chụp ra hỏi Wang Ho. Làm sao Wang Ho có thể biết được vụ án xảy ra 30 năm trước? Tất cả những tư liệu về vụ án cũ đã bị tiêu hủy hết. Chỉ có những người từng điều tra vụ án mới biết. Người ta phát hiện những mảnh thi thể trên đồi thông. Wang Ho nhìn thấy trên chân thi thể có 5 điểm đen tròn. Đây chính là thi thể thứ 5 mà năm 1986 chưa tìm ra. Không ngờ cô gái năm đó không chết, lại chết vào năm 2016. Wang Ho muốn điều tra rõ sự việc này. Sau đó anh có thể về lại năm 1986 để đoàn tụ với vợ mình. Ngày hôm nay chính là ngày lễ tình nhân. Đây cũng là ngày mà anh và vợ mình hẹn nhau đi ngồi vòng đu quay. Ơn sắp tự mình mua 2 tấm vé. Cô vô cùng hy vọng chồng mình có thể xuất hiện ở đây, cho cô một niềm vui bất ngờ. Còn ở năm 2016, Wang Ho và Xian Re đang điều tra vụ án giết người chật xác. Họ đến nhà trọ của nạn nhân để gặp người trông coi nhà trọ. Lúc này họ biết được một người đàn ông trung niên thích nạn nhân Kim Jong Hee. Họ cũng đã tìm đến người đàn ông này. Người đàn ông nói rằng mình đã nhìn thấy cô Kim. Cô ta nói chuyện với một người đàn ông trước khu nhà. Người đàn ông này còn hôn và gọi cô ta bằng tên thân mật. Wang Ho và Xian Ze đều cảm thấy người đàn ông này có vấn đề. Họ điều tra camera trước cửa nhà trọ. Họ thấy nạn nhân và một người đàn ông nói chuyện với nhau. Nhưng người đàn ông này đội mũ nên không nhìn rõ mặt. Đội trưởng bảo cảnh sát gửi đoạn băng cho giáo sư Shin Jerry xem có manh mối nào không. Sau đó Wang Ho và Xian Ze lại đến công trường nơi chồng cũ của nạn nhân làm việc. Nhưng người làm ở đó nói rằng anh ta đã từ chức từ 10 ngày trước và đi rồi. Hai người ngay lập tức đến chỗ ở của anh ta, nhưng anh ta đã chuyển đi chỗ khác. Khi đi theo chiếc xe chuyển nhà, họ phát hiện ra anh ta đang ở một phần mộ gần hồ nước. Lúc này anh ta đang định uống thuốc độc tự vẫn, nhưng may sao Wang Ho và Xian Ze đến ngăn cản kịp. Sau đó hai người bắt chồng của nạn nhân về cục cảnh sát. Anh ta khai rằng mình không hề biết nạn nhân đã chết. Anh ta nghỉ việc vì tay mình bị đau, không thể làm việc được. Anh ta vô cùng chán nản nên quyết định tự sát. Trong lúc đó, cảnh sát cũng tìm kiếm chứng cứ ở nơi làm việc và nơi ở của anh ta, nhưng họ không phát hiện được điều gì cả. Sau khi xem xong video, giáo sư Shin đã gọi điện cho Xian Re. Cô phát hiện ra người đàn ông trong video luôn để tay trong túi. Nếu như muốn giấu hung khí thì chắc chắn là giấu bên phải, bởi vì như vậy anh ta sẽ dễ dàng ra tay. Nhưng tay anh ta luôn ở bên trái, nhìn có vẻ không hề giấu hung khí gì, mà dường như đang giấu thứ gì khác. Điều người đàn ông không muốn bộc lộ với người phụ nữ thường là điều mà anh ta tự ti. Vậy nên tay trái của anh ta chắc chắn sẽ có vấn đề lớn. Xian Ze nhớ ra tay của người chồng cũng không hề có khiếm khuyết. Nhưng anh cũng nhớ ra, người đàn ông trung niên thì luôn để tay trong túi. Và manh mối tiếp theo đến từ lời nói của ông ta. Lẽ nào ông ta đang nói dối sao? Họ liền ngay lập tức điều tra người đàn ông trung niên. Họ phát hiện ra nạn nhân và người đàn ông này từng cùng chung sống trong một khu. Xian Ze ngay lập tức đi bắt người đàn ông. Anh nhìn thấy ông ta đang thả thứ gì đó xuống hồ. Wang Ho ngay lập tức xông đến đá ông ta một cước. Sau đó anh ta liên tục đấm. Cảnh sát bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Quả nhiên họ tìm thấy bộ phận khác của thi thể. Người đàn ông trung niên này đã kết hôn 2 lần. Ông ta từng là hàng xóm của nạn nhân. Ông ta cũng thích nạn nhân, nhưng cô không hề thích, thậm chí coi thường ông ta. Cô cũng vô cùng sợ hãi cánh tay giả của ông ta. Do đó người đàn ông này vì yêu sinh hận, do đó ông ta đã dùng chính cánh tay giả để giết cô. Cô không hề biết rằng mình thoát được nạn 30 năm trước, đến 30 năm sau vẫn phải chết thảm. Mọi người nghĩ rằng đã phá được án nên vô cùng vui vẻ. Họ chuẩn bị buổi tối đi ăn mừng. Nhưng lúc đó Wang Ho bỗng nhiên nhìn thấy bảng tên của đội trưởng. Trên đó ghi là Jeon Sung Yi. Anh nghĩ ra cái tên này giống hệt tên đồng nghiệp cũ của mình. Wang Ho bỗng nhiên cười. Anh không ngờ người nhìn thi thể là nôn như cậu ấy vậy mà có thể làm cảnh sát trưởng. Wang Ho không thể không cảm thán. Cuối cùng anh cũng phá xong án, có thể quay về rồi. Nhưng không ngờ một đồng nghiệp kéo anh đi uống rượu. Vì để tránh anh trốn thoát, cậu ta còn khóa anh vào chiếc còng tay. Wang Ho đợi lúc mọi người ngà ngà say, lấy chìa khóa rồi mở còng. Trước khi đi, anh còn nói thân phận của mình cho đội trưởng. Lúc trước không nhận ra cậu, tôi rất xin lỗi. Thật không ngờ cậu làm cảnh sát trưởng rồi. Sau khi nói xong, anh liền rời khỏi nơi này. Nhưng đội trưởng thì lại chạy theo anh. Đội trưởng cũng tỉnh rượu một nửa rồi, nhưng Wang Ho thì đã đi mất rồi. Wang Ho đi đến đường hầm muốn tìm cách quay về. Anh muốn gặp lại vợ mình ngay lập tức. Nhưng khi anh mở mắt ra thì vẫn ở năm 2016. Anh vô cùng phẫn nộ. Anh không biết tại sao bản thân không thể quay về được. Lúc này anh chỗ vòng đu quay ở 30 năm trước. Ở thế giới năm 1986, vợ anh Jeon Sap đang ngồi trên đó. Mặc dù tất cả mọi người đã đi rồi,
nhưng cô vẫn ngồi đó bi thương một mình. Nước mắt cô không ngừng rơi. Wang Ho cũng đang ngồi trên ghế giải khóc. Khi anh đi về nhà thì phát hiện khu nhà mình có mùi khói. Hình như nhà của anh bị cháy. Anh vội vàng phá cửa đi vào để dập lửa. Không ngờ rằng lúc này anh nhìn thấy sinh Jerry. Jerry vô cùng bình tĩnh. Không ngờ rằng Jerry lại sống ở tầng dưới nhà anh. Khi trời vừa sáng, anh liền đi tìm tài liệu về vợ của mình. Nhưng anh không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào của cô. Lúc này đội trưởng đang theo dõi anh. Nhưng anh chỉ thấy Wang Ho thất vọng đi ra. Wang Ho vô cùng tức giận vứt giấy trong tay đi. Khi Wang Ho đi ra thì đội trưởng cũng tiến vào. Anh hỏi xem Wang Ho đến nơi này làm gì. Nhân viên nói anh tìm một người tên Jeon Sok. Người này sinh năm 1962 và là vợ anh ta. Đội trưởng khi nghe xong thì rất ngạc nhiên. Đây chính là tên của chị dâu mà. Wang Ho đi về nơi mình từng sống năm 1986. Anh vô cùng không thể hiểu được. Tại sao anh không thể tìm được thông tin về vợ mình? Mặc dù anh không thể về được lúc trước nhưng vẫn muốn ở cùng vợ vào năm này. Wang Ho nghĩ rằng mình không nên nói với đội trưởng việc mình xuyên không. Lúc này đội trưởng đã đứng bên cạnh anh. Đội trưởng vô cùng hoài nghi đứng đằng sau anh. Wang Ho đang định giải thích thì bị đội trưởng ôm lấy. Sau đó Wang Ho kể về quá trình mình xuyên thời gian. Mặc dù chuyện xuyên không thật sự rất kỳ lạ, nhưng đội trưởng không thể nào không tin. Đội trưởng cũng nói với anh vẫn chưa bắt được hung thủ. Sau này cũng không xuất hiện những vụ án như vậy nữa. Wang Ho sinh năm 1988 và cả Eun Sok cũng không có thông tin gì. Đội trưởng hứa với anh nhất định sẽ tìm ra vợ anh. Hai người sau khi phân công nhiệm vụ xong, đội trưởng đi tìm tung tích của Eun Sok. Mà Wang Ho thì tiếp tục điều tra người cùng tên với mình sinh năm 1988. Về sau đội trưởng luôn thể hiện thái độ tôn trọng Wang Ho. Mọi người trong cục cảm thấy rất kỳ lạ. Mà giáo sư Shin Jerry đang điều trị tâm lý cho một cô bé. Hóa ra cô bé này tận mắt nhìn thấy anh mình bị người khác giết. Cô bé cũng chính là nhân chứng duy nhất. Nhưng từ lúc đó, tâm lý cô bé gặp vấn đề. Cô không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Lúc này giáo sư Shin kể với cô bé về chuyện của mình. Câu chuyện bắt đầu năm giáo sư Shin 15 tuổi. Cô tận mắt nhìn thấy nhà của mình bốc cháy. Mọi thứ lúc đó vô cùng lãng mạn. Khi Shin Jae-ji đang vô cùng kinh hoàng thì bị dẫn ra chỗ xe đợi cứu hộ. Cô tận mắt nhìn thấy bố mẹ mình chết cháy. Nhưng do ngoài mặt cô ấy vô cùng bình tĩnh nên mọi người đều nghĩ là cô đã thắp lửa. Còn có người nói cô là kẻ sát nhân. Dù đã qua 15 năm rồi, cô vẫn vô cùng hối hận bản thân không làm gì năm đó. Lúc này Sian Je đang đứng ngoài cửa nghe thấy hết. Còn cô bé thì lặng lẽ rơi nước mắt. Lúc này cô bé mới bắt đầu kể những gì mình nhìn thấy. Cô bé càng khóc to hơn. Kẻ sát nhân lúc này cũng bị vạch mặt và bị bắt. Khi cô bé được ra viện, Jerry đã đứng đó nhìn theo. Khi thấy nụ cười ấm áp của cô bé, Jerry cũng nở nụ cười hiếm thấy. Giống như năm mình 15 tuổi đó. Mà Sian Je cũng lặng lẽ đứng sau cô. Anh nhìn cô đứng lặng dưới ánh nắng. Bản thân anh cảm thấy rung động. Một cô gái đã chết ở bên bờ sông. Mà ở chân người phụ nữ có 7 vết tròn đen. Vụ án giết người liên hoàn 30 năm trước lại tiếp diễn. Sian Je biết được việc này, liền tức giận đến hiện trường. Nhưng bị đàn anh ngăn lại. Anh nói rằng vụ án này không thuộc quyền của họ. Nên họ không có quyền để khám nghiệm tử thi. Nhưng Sian Je vẫn như bình thường. Không nghe theo lời can ngăn của đồng nghiệp. Anh vẫn muốn đi xem xét thi thể. Anh muốn tự mình bắt được hung thủ năm đó về quy án. Mọi người đều bàn tán về Ho Răng. Còn Wang Ho cảm thấy tên Ho Răng rất quen. Lúc này cảnh sát Quách Tae Hee mới nói, Ho Răng là một kẻ bị truy nã. Tên biến thái này giết hại rất nhiều cô gái. Không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay hắn. Wang Ho bỗng kéo đội trưởng ra chỗ khác. Anh hỏi về tung tích của vợ mình. Đội trưởng nói với anh đã có một chút manh mối. Nhưng trên thực tế anh vẫn không hề có thông tin của cô. Đến cả các nhân viên quản lý thông tin cũng phải nói với anh, Eun Sok có thể đã bị liệt vào danh sách mất tích. Nhưng đội trưởng vẫn muốn Wang Ho yên tâm. Anh chỉ đành nói rằng sắp có thông tin của Eun Sok rồi. Mong anh không cần phải vội vàng. Lúc này Wang Ho mới có thể yên tâm. Lúc này anh bắt đầu đi tìm tung tích của Wang Ho sinh năm 1988. Anh tự nhận mình là bạn bè của cậu ta. Bỗng dưng anh không thể liên lạc được với cậu. Vậy nên muốn đến nơi cục cảnh sát hỏi. Nhưng không ngờ cảnh sát cũng nói họ không liên lạc được với Wang Ho. Nhưng ở đây có một bưu kiện gửi cho anh ấy. Cảnh sát đưa bưu kiện này cho Wang Ho. Cũng mong anh sau khi tìm thấy cậu ta thì chuyển lại. Khi Wang Ho mở ra xem thì là giấy báo phạt chạy xe quá tốc độ. Biển của chiếc xe này cũng vô cùng quen thuộc. Chính chiếc xe này là chiếc xe chút nữa đâm anh. Nếu như không phải anh nhanh nhẹn thì cái mạng sớm đã không còn. Nghĩ đến đây, anh bắt đầu nghi ngờ người lái chiếc xe này là Wang Ho sinh năm 1988 kia. Trong lúc đó, tại một nhà thờ, một người cha xứ đang nghe một người thú nhận tội ác giết người của mình. Ông ta thú tội với cha xứ, ông ta không hề muốn động tay với người phụ nữ thứ bảy. Người phụ nữ này cũng cầu xin ông ta, nói rằng mình có một đứa con. Nhưng điều này chỉ khiến ông ta càng hưng phấn hơn. Sian Je đã đến hiện trường của vụ án thứ bảy. Anh gọi điện cho pháp y mà mình tin tưởng nhất. Anh nhờ ông lấy cho mình báo cáo pháp y của thi thể. Bởi vì vụ án này không thuộc quản lý của đội anh. Đến một tấm ảnh hiện trường anh cũng không lấy được. Sau đó Sian Je nhận được điện thoại của bố mình. Ông bố vô cùng nghiêm túc nói với anh, hôm nay là ngày giỗ mẹ con, phải về nhà đó. Anh bỗng nhiên nhớ về ngày mình đi thăm ông ngoại hấp hối.
ông ngoại vẫn đang cầm trong tay một bức ảnh. Chính là bức ảnh mẹ của anh hồi còn trẻ. Đằng sau bức ảnh là những lời mà ông ngoại viết: "Xin lỗi con, bố không thể bắt được hung thủ, con gái đáng thương của tôi." Sianje vốn dĩ nghĩ rằng mẹ mình bị bệnh qua đời nên vô cùng sụp đổ. Bây giờ anh mới biết rằng mẹ mình bị giết. Bà là một nạn nhân của vụ án giết người liên hoàn năm 1986. Bà chính là nạn nhân thứ tư. Sau khi biết được lý do mẹ mình qua đời, anh đã quyết định cho đến khi bắt được hung thủ mới về nhà. Anh nhất định phải thành công bắt hung thủ. Lần đầu tiên thẩm vấn Ho Răng, anh chính là người phụ trách thẩm vấn. Anh cho Ho Răng xem chứng cứ có được từ camera. Anh còn hỏi hắn ta, cảm giác giết người thú vị lắm sao? Nhưng anh không ngờ hắn ta lại nói, tao còn phạm nhiều tội khác mà bọn mày không biết. Đó chính là vụ án không bao giờ phá được. Sau khi nói xong, hắn ta nở nụ cười bình tĩnh. Sau gió cười điên cuồng trong phòng thẩm vấn. Sau đó, Sianje tìm thấy các tài liệu trong cục cảnh sát. Nhưng vụ án của mẹ mình thì lại không có thông tin. Anh căm hận nhìn về Ho Răng đang bị đưa đến ngục giam. Không ngờ lúc này Ho Răng nói muốn đi vệ sinh. Hắn ta lấy ra vũ khí được giấu kín. Sau đó tấn công hai cảnh sát và đào tẩu. Khi Sianje phát hiện ra thì chỉ thấy hai người đồng nghiệp bị thương. Mà Ho Răng thì đã không thấy tung tích. Anh quyết tâm phải bắt được hắn ta về quy án. Lúc này đội trưởng đang nói chuyện với Wang Ho. Thật ra bản thân anh chưa tìm thấy tin tức gì của Eun Suk. Wang Ho không thể tin được kết quả này. Anh lao xuống xe kìm nén nước mắt. Anh tự nói với bản thân chỉ cần tìm thấy Wang Ho sinh năm 1988, tất cả mọi việc sẽ quay về ban đầu. Anh trở lại nơi mà mình từng suýt bị xe đâm. Anh nhớ lại khuôn mặt kinh hoàng của người ngồi trong xe. Đằng sau còn có một chiếc xe màu đen đuổi theo. Có thể cậu ta đang bị truy sát. Khi về đến cục cảnh sát, đội trưởng nói với anh một chuyện. Chiếc xe của Wang Ho sinh năm 1988 đã được tổ kỹ thuật định vị. Họ sẽ đi đến tổ kỹ thuật xem thử. Khi vừa ra khỏi cục thì thấy Sianje. Ba người chào hỏi rồi rời đi. Bỗng nhiên Sianje nghe thấy đội trưởng gọi Wang Ho là tiền bối. Xưng hô kỳ lạ này đã khiến Sianje chú ý. Lúc này pháp y tìm đến Sianje. Ông đưa báo cáo pháp y của nạn nhân cho anh xem. Anh ta phát hiện cách thực hiện vụ án của hung thủ giống hệt Ho Răng. Người chết là cô gái 20 tuổi, bị chết ngạt bởi tất lưới. Pháp y nói anh hãy đặt sự chú ý vào những gì xảy ra trước vụ án, chứ không phải xảy ra sau. Phải nhanh hơn hung thủ mới có thể bắt được hắn. Sianje dán ảnh thi thể nạn nhân trong phòng làm việc, nhưng không phát hiện ra manh mối gì. Anh chỉ đành mang theo thông tin về Ho Răng đến tìm giáo sư Shin. Sau đó anh đến trường đại học, gặp được hiệu trưởng. Lúc này anh mới biết rằng bố mẹ nuôi của Shinjae-ji đã chết trong vụ hỏa hoạn. Vì không tìm được manh mối gì nên vụ án cứ thế cho qua. Lý do Shinjae-ri nghiên cứu tâm lý tội phạm cũng liên quan đến việc này. Cô ấy có vẻ rất mạnh mẽ, kể cả khi bị cắt đứt tay chảy máu cũng không để lộ chút đau đớn gì trên mặt. Sau khi nghe xong những lời hiệu trưởng nói, Sianje ngồi đợi Jeji về. Nhưng không biết tại sao, khi Jeji nhìn thấy Sianje thì rất bất ngờ. Sianje nhờ Jeji giúp mình tìm ra Ho Răng. Hai người cùng nhau mắt đưa mày lại, rất tình cảm. Lúc này đội trưởng mua cho Wang Ho điện thoại đời mới. Wang Ho lần đầu tiếp xúc với công nghệ hiện đại, anh cảm thấy vô cùng mới mẻ. Lúc này họ cũng tìm thấy tung tích chiếc xe màu đen đuổi theo Wang Ho kia. Họ đến địa điểm cuối cùng mà Wang Ho sinh năm 1988 đã đến, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Sianje đang cùng pháp y đánh cờ tướng. Hai người trong lúc nói chuyện đã nhắc đến Wang Ho. Pháp y cảm thấy anh Tô là một người kỳ lạ. Một người còn trẻ như vậy mà không biết dùng mạng, cũng không biết dùng điện thoại. Những người như vậy thường có bí mật rất lớn. Sianje cũng nói ra nghi ngờ của mình. Mấy ngày này anh luôn cảm thấy đội trưởng và Wang Ho vô cùng thân thiết, giống như những người bạn quen biết từ lâu. Hơn nữa anh còn vô tình nghe được đội trưởng gọi Wang Ho là tiền bối. Anh mang theo nghi ngờ của mình đến cục cảnh sát, mà tài xế ô cũng đến tìm Wang Ho. Tài xế nói với Sianje là Wang Ho có lẽ có vấn đề về đầu óc. Những lời này khiến Sianje rất ngạc nhiên. Anh đi đến bàn làm việc của Wang Ho nhưng phát hiện ra hộp tủ trống rỗng. Sau đó điện thoại của đội trưởng bỗng nhiên vang lên. Sianje cũng tiện tay nhấc máy. Người trong điện thoại nói rằng tìm được vị trí chiếc xe của Wang Ho đã mất tích. Sianje cũng nhanh chóng đến hiện trường. Sau đó anh phát hiện ra một chiếc xe bị lật đổ. Anh bắt đầu tìm kiếm các khu vực xung quanh. Anh phát hiện ra một thi thể ở đằng xa. Thi thể này đã bị lá che mất. Anh nhanh chóng bước đến gần. Bỗng nhiên anh nhìn thấy thẻ tên của nạn nhân. Trên đó ghi rõ Park Wang Ho ba chữ. Hóa ra ngày hôm đó Wang Ho sinh năm 1988 bị truy đuổi bởi chiếc xe màu đen. Cậu ta quyết định lao xe về phía trước. Hai chiếc xe rượt đuổi nhau điên cuồng. Lúc này Wang Ho tinh thần không còn minh mẫn nữa, bởi vì trong lúc vật lộn cậu đã bị tiêm thuốc. Ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ dần. Bỗng nhiên tay lái bị chệch hướng, chiếc xe lật xuống. Cậu ta khó khăn bò ra khỏi xe. Tuy nhiên tên sát nhân đã đuổi kịp, sau đó ra tay bóp cổ cậu. Sau khi vật lộn, Wang Ho dần dần tắt thở. Không lâu sau thi thể đã bị Sianje phát hiện ra. Anh nhìn thấy thẻ tên của Wang Ho cảm thấy rất hoài nghi. Vậy Wang Ho mà mình quen biết kia chẳng lẽ là kẻ sát nhân đánh cắp thân phận? Anh liền liên hệ cho pháp y đến hiện trường. Pháp y bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi. Anh ta phát hiện Wang Ho bị ngạt thở chết chứ không phải do tai nạn. Trước khi chết, nạn nhân đã xô sát cùng người khác.
Điều này làm Xian Ze càng cảm thấy ngạc nhiên. Pháp y cũng rất hoài nghi. Nếu người chết là Wang Ho thì người ở cục cảnh sát là ai? Xian Ze trầm mặc một lát. Anh quyết định phải đi điều tra Wang Ho kia. Anh lấy dấu vân tay của Wang Ho, nhưng hệ thống thông báo không tìm thấy người có dấu vân tay này. Điều này càng làm cho anh cảm thấy hoài nghi hơn. Tại sao Wang Ho lại lấy thân phận của người khác? Cùng lúc đó vào năm 1986, Eun Sắc đang mang thai con của Wang Ho. Nhưng Wang Ho đã mất tích rồi. Cô chỉ mong Wang Ho có thể quay trở lại. Lúc này Wang Ho cũng rất nhớ vợ mình. Anh mong rằng mình sẽ sớm quay lại bên cạnh cô. Ngày hôm sau, đội trưởng và Wang Ho tiếp tục điều tra về Wang Ho sinh năm 1988. Hai người đến quê nhà của cậu. Hỏi ra mới biết cậu ta đã mất cha mẹ từ nhỏ. Cậu ta sống cùng với bà của mình. Nhưng tháng trước bà của cậu đã qua đời. Vậy nên cậu cũng không quay trở về đây nữa. Tiếp theo sau đó họ gặp bạn học của cậu. Cậu ta nói với hai người, tuy được chuyển đến cảnh cục mới, nhưng Wang Ho không hề vui vẻ. Hơn nữa cậu còn nói mình vướng vào rắc rối. Hai người lại đến cảnh cục cũ của Wang Ho, nhưng không ngờ họ gặp được Xian Re. Wang Ho liền nói dối là có người dùng thân phận của anh. Đội trưởng cũng phụ họa nói dối theo. Xian Re không hiểu tại sao đội trưởng lại giúp Wang Ho nói dối. Nhưng anh giả vờ rằng mình tin hai người và xin giúp đỡ họ. Ngày hôm sau, Wang Ho cùng Xian Re đi điều tra. Wang Ho cứ đứng ngồi không yên một đường. Hai người họ đến một quán karaoke. Ông chủ nói với hai người họ một điều. Wang Ho sinh năm 1988 đã từng đến hỏi ông ta về vụ án 30 năm trước. Wang Ho vô cùng kinh ngạc. Không ngờ cậu trai cùng tên với anh cũng liên quan đến vụ án đó. Lẽ nào cậu già đã tra ra manh mối gì quan trọng sao? Xin Jerry đang mang bộ mặt vô cảm ngồi trước kẻ giết người. Cô cầm lấy một chiếc máy ghi âm. Kẻ giết người còn rất tự hào kể với cô quá trình giết người. Nhưng khi đối mặt với kẻ giết người điên cuồng này, cô chỉ nói một câu duy nhất. Câu nói này đã khiến tội phạm tan vỡ. Cô bình tĩnh hỏi kẻ giết người, khi một kẻ giết người điên cuồng không giết người được nữa, hắn sống còn có ý nghĩa gì? Kẻ giết người bình tĩnh lại rồi bỗng nở một nụ cười. Sau đó kẻ giết người đã tự sát bằng bút chỉ đâm vào cổ. Giáo sư Xin đi về nhà và nghe lại đoạn ghi âm hôm nay. Bỗng nhiên nghe được kẻ sát nhân nói 30 năm trước có rất nhiều vụ giết người. Trong số các nạn nhân có một người là bạn của mình. Cô bị kẻ sát nhân dùng tất lưới xiết cổ chết. Giáo sư Xin bỗng nhiên nhớ lại, gần đây có một vụ án tương tự. Người chết cũng là một cô gái trẻ bị giết bằng tất lưới. Cô đoán rằng Ho Giang 30 năm trước cũng đã từng dùng thủ pháp này gây án. Lúc này Wang Ho đã nhận được tin tức. Chiếc xe của Wang Ho sinh năm 1988 đã được tìm thấy. Anh vội vàng đi đến hiện trường. Nhưng hiện trường chỉ còn lại chiếc xe bị phá hủy. Lúc này Xian Ze bỗng nhiên xuất hiện. Anh lấy còng tay bắt giữ Wang Ho. Xian Ze nghi ngờ anh chính là kẻ giết người lấy cắp thân phận. Wang Ho vô cùng kinh ngạc nhìn Xian Ze. Anh không thể không nói ra chuyện mình xuyên không đến. Mà Xian Ze chỉ cảm thấy Wang Ho đang nói dối để thoát tội. Anh nhìn chằm chằm vào Wang Ho, nói anh là người giết Wang Ho sinh năm 1988 sau đó giả danh cậu ta. Xian Ze bắt giữ Wang Ho về đồn. Đội trưởng khi nhìn thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Anh liền vội vàng đuổi các cảnh sát khác ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại ba người, đội trưởng yêu cầu Xian Ze hãy mở khóa. Nhưng Xian Ze ngay lập tức từ chối. Anh chắc chắn Wang Ho là tội phạm giết người. Mệnh lệnh của đội trưởng vô dụng. Đội trưởng kích động lấy ra ví tiền. Anh lấy ra tấm ảnh chụp từ 30 năm trước. Trên đó chính là đội trưởng hồi trẻ. Mà người đứng cạnh anh chính là Wang Ho. Trùng hợp làm sao, bố của Xian Ze đến cục tìm con trai. Ông vừa nhìn đã nhận ra ngay Wang Ho. Người này chính là người cảnh sát đã điều tra án mạng của vợ mình năm đó. Lúc này Wang Ho cũng đã nhớ ra. Người đàn ông trước mặt mình đã bế theo một đứa bé đến cục cảnh sát. Chính là người chồng ngày đêm đợi thông tin của vợ mình. Vậy Xian Ze chính là đứa bé năm đó. Đội trưởng nhìn thấy cảnh này liền vội mời bố Xian Ze rời đi, giúp Wang Ho giải vây. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người. Bây giờ Xian Ze rất hoang mang, anh vội vàng hỏi Wang Ho về việc của bố mình. Wang Ho liền nói với anh bản thân chính là cảnh sát phụ trách vụ án năm đó. Xian Ze không thể tin được vì hai người nhìn tuổi tác cũng ngang nhau. Xian Ze đến tìm bố mình để xác nhận. Bố anh cũng chắc chắn Wang Ho là người cảnh sát năm đó. Sau đó Wang Ho dẫn Xian Ze đến đường hầm. Đồng thời anh cũng kể rõ ra vụ án năm đó. Năm đó họ nghĩ rằng hung thủ là người quen. Nhưng khi điều tra khu vực sống của người bị hại thì không có gì. Mà những vụ án mới cũng bắt đầu xảy ra. Họ còn phát hiện trên chân những nạn nhân có các vết đen tròn. Người bị hại thứ 5 năm đó trốn thoát. Nhưng cuối cùng cô ta lại chết vào năm 2016. Wang Ho nghĩ rằng hung thủ là cùng một người và hiện tại hắn vẫn sống. Anh vì bắt được hung thủ mà xuyên không đến năm 2016. Xian Le cũng thể hiện rằng bản thân vẫn luôn điều tra vụ án của mẹ mình. Nhưng anh không thu được kết quả gì. Wang Ho nói bởi vì tất cả tin tức đã bị phong tỏa. Hai người quyết định cùng nhau điều tra. Ngày hôm sau Xian Le nhận được cuộc điện thoại từ Jerry. Cô nói rằng có phát hiện mới về Ho Giang. Wang Ho cùng Xian Ze cùng nhau đi đến nhà hắn ta. Nhưng Wang Ho bỗng phát hiện ra căn nhà này chính là nhà cậu học sinh biến thái năm xưa. Vậy cậu học sinh cấp 3 đó chính là Ho Giang. Jerry nói với hai người rằng 10 năm trước Ho Giang đã giết vợ mình.
Nhưng cô càng nghi ngờ lần đầu hắn giết người là vào 30 năm trước, mà việc này cũng có thể liên quan đến vụ án xảy ra gần đây. Lúc này khu vực gần đó có xảy ra hỏa hoạn. Hai người cảnh sát cùng nhau đi về phía trước xem xét, nhưng không ngờ đường khí ga trong phòng bị rò rỉ. Hơn nữa phía dưới nó còn có đốm lửa đang nhen lên. Wang Ho vội vàng đẩy ngã Xian Ze. Một tiếng động lớn vang lên, hai người bị bắn ra ngoài. Lúc này Wang Ho đã bị hôn mê, anh nhanh chóng bị đưa vào bệnh viện. Không lâu sau anh cũng dần tỉnh lại, nhưng may sai anh chỉ bị thương nhẹ. Xian Ze vậy mà không hề nói một lời nào. Ánh mắt anh không thể rời khỏi Wang Ho. Đội trưởng hỏi Wang Ho sao lại liều mình thế. Wang Ho nói rằng tội phạm vẫn chưa bắt được. Nếu như Xian Ze bị thương thì anh không còn mặt mũi nào nhìn ông bố. Wang Ho đi ra ngoài thì phát hiện Xian Ze đang nghe lén. Xian Ze nói một câu xin lỗi sau đó vội rời đi. Anh bỗng tình cờ gặp bác sĩ pháp y. Pháp y bắt đầu hỏi về thân phận Wang Ho. Xian Ze không biết nên giải thích như thế nào. Anh chỉ nói thật ra có hai người tên là Wang Ho. Cảnh sát cũng đã lấy được video trong camera của ngôi nhà bị cháy, phát hiện ra có người đang trốn đằng sau cười. Sau khi so sánh, họ phát hiện ra con trai cửa hàng đối diện vô cùng đáng nghi. Lúc này nghi phạm lại tiếp tục phóng hỏa. Cảnh sát bất ngờ xuất hiện và bắt hung thủ. Nhưng khi đưa hung thủ đến xác nhận hiện trường, Wang Ho bỗng phát hiện ra một tấm ảnh của vợ mình. Anh vội vàng đưa tấm ảnh cho đội trưởng xem. Hai người tìm chủ cửa tiệm để hỏi. Bà nói sau khi chồng của Eun Suk qua đời, một mình cô chuyển đến Seoul. Sau đó cô lấy một TV, người chồng khác là bác sĩ. Nghe đến đây, Wang Ho dần dần thất vọng. Anh vô cùng phẫn nộ rời đi. Cứ nghĩ đến việc vợ mình đi bước nữa, anh lại không thể cầm được nước mắt. Mặc dù anh không thể ích kỷ bắt Eun Suk phải ở giá vì mình, nhưng khi nghe đến việc này, anh vẫn rất đau khổ. Đội trưởng vẫn bình tĩnh khuyên anh. Sau khi bình tĩnh lại, họ bắt đầu đi tìm Eun Suk. Mặc dù kết quả có ra sao, anh vẫn muốn được gặp cô một lần. Hai người tìm được vị bác sĩ là chồng mới của cô, nhưng ông lại nói Eun Suk không hề lấy ông. Vì Eun Suk mang thai con của Wang Ho nên quyết định không tái giá. Con của hai người tên là Eun Ho. Wang Ho khi nghe được tin này thì vô cùng vui vẻ. Họ đi đến căn nhà mà Eun Suk đã từng ở, nhưng bà lão trong nhà nói với họ Eun Suk đã mất vì tai nạn xe 20 năm trước. Nhưng Wang Ho không thể nào tin vợ mình đã chết. Họ tìm đến bệnh viện phụ trách vụ tai nạn xe năm xưa. Bệnh viện đã đưa ra giấy chứng tử của Eun Suk. Wang Ho vô cùng đau khổ, anh không thể chấp nhận việc này. Lúc này đội trưởng nhận được điện thoại nói Ho Giang lại gây án. Người chết là một cô gái 25 tuổi. Cách thức gây án giống với những vụ án 30 năm trước. Đội trưởng cảm thấy vô cùng bất lực. Lúc này Sinjeri gọi điện cho Xian Ze. Thông qua việc phân tích tâm lý tội phạm, cô đã tìm được lý do Ho Giang tiếp tục gây án. Hắn ta gây án là do muốn chúng ta thấy hắn có thể gây án trước mặt chúng ta mà không bị bắt. Wang Ho lại đến căn nhà Eun Suk từng ở. Bà nói với anh cô con gái ngày nào cũng thổi còi. Mẹ cô bé nói chỉ cần gặp nguy hiểm, thổi còi là mẹ sẽ đến bên cô. Ngày hôm đó Eun Ho bị thương ở chân, nhưng khi thổi còi, người đến bên cô bé lại là bà. Eun Ho nói về sau mẹ sẽ không thể đến bên cô nữa. Wang Ho nghĩ ra đây chính là chiếc còi vợ từng tặng cho mình. Trong lúc vật lộn với hung thủ, anh không may làm rơi mất. Wang Ho giữ ôm chặt ngực áo, cảm giác đau đớn như bị dao đâm. Hóa ra vào một đêm năm 1992, Eun Suk vội gọi xe về nhà gặp con gái. Nhưng không ngờ cô sẽ gặp tai nạn xe trên đường. Hai người tài xế đều tử vong. Còn Eun Suk thì cố gắng bò ra khỏi xe. Con gái là động lực sống duy nhất của cô. Cô cố gắng bò ra nhưng vẫn bất lực ngất giữa vũng máu. Wang Ho sau khi biết tin vợ mình đã chết thì rất đau khổ. Anh ngồi trong nhà khóc một mình. Xian Ze cũng biết chuyện này qua đội trưởng. Anh ngay lập tức đến nhà Wang Ho. Anh muốn Wang Ho sốc lại tinh thần để đi bắt Ho Giang, bởi vì Ho Giang có thể là chìa khóa của việc anh bị xuyên qua. Sau khi bắt được hắn, anh mới có cơ hội quay về và ngăn những việc đau thương xảy ra. Khi nhắc đến đứa con, Wang Ho đang ngồi trên mặt đất bỗng đứng dậy. Anh phải bắt được Ho Giang vì người nhà của mình. Họ tìm đến pháp để lấy báo cáo khám nghiệm tử thi. Pháp y nói rằng người chết do bị thắt chặt cổ dẫn đến ngạt khí. Hung thủ dùng tất lưới thắt chặt sau đó thả ra, rồi lại thắt. Như vậy có thể dẫn đến tình trạng sặc khí. Tuy nhiên trên chân thi thể này không có các vết đen tròn. Nghĩ đến việc thi thể trên bờ sông cũng không có vết đen tròn, Wang Ho đoán rằng đây không phải cùng hung thủ. Họ đi đến hiện trường điều tra. Wang Ho phát hiện đây chính là hiện trường vụ án mẹ của Xian Ze bị hại. Đây thật sự là sự trùng hợp sao? Bây giờ Xian Ze mới biết mẹ mình bị hại ở đây. Họ nhanh chóng đi tìm camera ở những nơi gần đó. Ho Giang đi theo nạn nhân suốt một đoạn đường. Khi về cảnh cục, Xian Ze phát hiện ra một bưu kiện đang reo. Hóa ra bên trong chính là một chiếc điện thoại. Anh nhận điện thoại thì phát hiện ra chính là Ho Giang gọi. Ho Giang nói rằng thi thể bên sông không phải hắn ta giết. Nạn nhân vừa rồi mới chính là hắn giết. Sau đó hắn cúp điện thoại ngay lập tức. Họ định vị được vị trí thì nhanh chóng đi đến nơi này. Nhưng gần đó lại không có camera. Vụ án giết người liên hoàn đã gây chú ý đến giới truyền thông. Rất nhiều kênh truyền thông lớn đều đưa tin. Hung thủ thì vẫn tiếp tục gây án. Các nhà lãnh đạo gây áp lực cho cục cảnh sát phải nhanh chóng phá án. Họ cũng để Jerry tham gia điều tra vụ án. Đến hiện nay Ho Giang đã sát hại 6 cô gái. Tất cả các nạn nhân đều có một điểm chung. Đó là những cô gái mặc váy ngắn khoảng 20 tuổi.
Bắt đầu từ năm 2009, người đầu tiên là vợ Ho Giang 36 tuổi. Thứ hai là một cô sinh viên 23 tuổi. Thứ ba là một hộ sĩ 25 tuổi. Thứ tư là một nhân viên văn phòng 27 tuổi. Thông thường cứ 2 năm hắn ta sẽ giết một người. Nhưng nạn nhân thứ 4 đã có manh mối quan trọng. Sau đó kẻ sát nhân là Ho Giang đã bị Sian Jae bắt. Nhưng hắn ta đã trốn thoát trong lúc thẩm vấn. Nạn nhân thứ 5 là người chết ở bờ sông. Nạn nhân thứ 6 là người vừa mới chết cách đây 3 hôm. Sian Jae cảm thấy 6 người này đều là do Ho Giang giết. Nạn nhân mặc váy ngắn, bị xiết cổ bởi tất lưới. Hiện trường các vụ án đều ở gần Ho Giang. Lúc này Jae Ji nói 20 mét năm trước có 3 vụ án tương tự. Lúc ấy Ho Giang ở khu Hoa Giang. Lúc này Wang Ho nói không chỉ 3 vụ. 30 năm trước có đến 6 vụ án giống như vậy. Năm đó Ho Giang đã từng bị xem là nghi phạm. Nhưng sau đó hắn ta có chứng cứ ngoại phạm nên được thả. Sian Jae nói rằng sau đó hắn đến Seoul. Sau đó bị đưa vào viện tâm thần 8 năm. Việc này có thể giải thích khoảng thời gian hắn không gây án. Thông qua những thông tin này, đội trưởng giao nhiệm vụ cho mọi người. Sau đó Jae Ji đi đến bệnh viện tâm thần. Bác sĩ điều trị của Ho Giang nói hắn ta là kẻ biển thái. Trước đây hắn giết chó, sau đó còn bóp cổ em gái mình. Người nhà hắn không thể không đưa hắn vào bệnh viện. Họ còn nói bác sĩ nhất định không được thả hắn ra. Suốt 8 năm người nhà không hề đến thăm hắn. Đến tận khi hắn 30 tuổi mới được thả ra. Jerry muốn xin đoạn ghi âm lúc điều trị của hắn. Cô muốn tìm thấy manh mối trong đó. Lúc này Sian Jae lại nhận được điện thoại của Ho Giang. Sian Jae đang rất mất bình tĩnh. Mỗi khi định vị được vị trí của hắn, đến nơi lại không thấy gì. Sian Jae đã mất hết kiên nhẫn. Lúc này pháp y đã có được phát hiện lớn. Người chết ở bờ sông bị thắt cổ một lần. Còn người chết 3 ngày trước là bị thắt cổ nhiều lần mới chết. Hung thủ đầu tiên ra tay rất quả quyết. Hung thủ thứ hai thì muốn đùa giỡn nạn nhân. Do đó có thể nhận ra hung thủ không phải cùng một người. Sian Jae đưa cho pháp y xem tờ báo về nạn nhân 30 năm trước. Anh cũng nói thời gian đó có nhiều vụ án dùng tất lưới giết người. Nhưng pháp y nói không thể dựa vào công cụ kết luận hung thủ là một. Ho Giang thuộc kiểu giết người không vì lý do gì. Vậy những vụ án năm xưa cũng là vụ án không có động cơ hay sao? Wang Ho nói rằng những vụ án 30 năm trước cũng là vụ án không có động cơ. Nhưng pháp y hỏi anh tại sao lại biết việc này. Giáo sư Xin đứng trước mặt các sinh viên của mình. Bỗng nhiên cô yêu cầu học sinh vẩy sơn móng tay lên người. Khắp người đều có sơn móng tay. Nhưng cô ngẩng đầu nhìn mọi người, không hề để ý điều này. Cô lạnh lùng nói từng có một kẻ giết người. Bắt đầu chỉ là làm đổ nước kim chi lên người đi đường. Người phụ nữ mặc dù rất tức giận nhưng không báo cảnh sát. Không lâu sau đó cô bị giết ngay trên đoạn đường đó. Nếu như cô gái đó báo cảnh sát thì liệu có an toàn không? Sát thủ liên hoàn Ho Giang từ không dám giết người sang giết người vì thú vui. Vậy lần đầu hắn ta giết người sẽ có cảm nghĩ như thế nào? Tại sao Ho Giang luôn ra tay với những cô gái mặc váy ngắn? Tất cả sinh viên trong lớp đều trầm tư. Sian Jae đã biết được nơi mà Ho Giang ẩn nấp. Họ mau chóng đến hiện trường. Họ đã tìm được đến nơi hắn ẩn nấp. Họ cũng báo với đội trưởng bố trí người bao vây. Không lâu sau đó Ho Giang đi đến cửa nhà. Nhưng hắn ta có sự cảnh giác vô cùng to lớn. Hắn phát hiện bị người bao vây, liền chạy trốn. Wang Ho và Sian Jae đuổi theo hắn. Nhưng địa hình khu vực này quá phức tạp. Do đó họ đã mất đi mục tiêu. Nhiều người đi tìm ở những nơi xung quanh cũng không bắt được. Sian Jae lại nhận được điện thoại của Ho Giang. Hắn đe dọa sẽ ra tay với người mà anh yêu thương. Sian Jae cảm thấy rất bất an. Anh lập tức gọi cho Jae Ji nhưng không ai nhấc máy. Anh vội đi đến nhà cô. Khi gặp được Jae Ji vẫn an toàn, Sian Jae cũng yên tâm hơn. Nhưng cũng nhắc nhở Jae Ji cẩn thận. Anh quay đầu thấy ánh mắt đầy thâm ý của Wang Ho nhìn mình. Lúc này mới phát hiện ra mình đã để lộ tình cảm của mình. Anh chỉ đành nhắc nhở cô hãy chú ý an toàn thời gian này. Wang Ho phát hiện ra hai người họ thích lẫn nhau. Anh liền tìm lý do rời đi. Nhưng lúc đó, trong công viên yên tĩnh, một người phụ nữ đang bị một người đàn ông dùng tất lưới xích cổ. Sau đó cô ta dần dần tắt thở. Hắn ta còn không ngừng lẩm bẩm. Tao không giống với tên Ho Giang kia. Tao giết người có tiêu chuẩn. Sau khi cô gái đã chết, hung thủ chậm chậm quay đầu. Hắn lộ ra một gương mặt rất quen thuộc. Vậy mà hung thủ lại là bác sĩ pháp y thân thiết với Sian Re. Từ 6 tháng trước, ông ta khám nghiệm cho thi thể bị phân xác. Ông ta liền nhìn thấy trên chân thi thể có 5 vết đen. Đây chính là dấu vết mà 30 năm trước ông ta đã để lại. Vậy mà cô ta không chết, lại chết vào năm 2016. Ông ta điên cuồng cười lên. Ông ta phát hiện có kẻ muốn thi đấu với mình. Người chết ở bên sông là do ông ta giết. Ông ta cũng đánh dấu 7 điểm đen trên chân thi thể. Sáng sớm, pháp y ra khỏi bệnh viện. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người ông ta. Ông ta vui vẻ hưởng thụ sự bình yên này. Nhưng dưới ánh nắng, một thi thể bị phát hiện tại công viên. Đội cảnh sát vội đến hiện trường. Họ phát hiện trên chân thi thể có 8 điểm đen. Họ khẳng định Ho Giang lại tiếp tục gây án. Lúc này pháp y đã đến hiện trường. Nhưng ông ta rất bình tĩnh, không hề hoảng hốt. Ông ta bình tĩnh đưa kết quả khám nghiệm tử thi cho Sian Jae. Ông ta kiểm tra dấu vết mình đã lưu lại. Ông ta nói trên chân người chết ở sông có 7 chấm. Mà vụ án trước đó không phát hiện ra những vết này. Jerry nói rằng có thể có 2 hung thủ. Pháp y đồng ý với cô. Nhưng Wang Ho và Sian Jae thì phản đối.
nhưng vụ án giết người liên hoàn khiến cảnh sát chịu nhiều áp lực. Họ công khai hành động truy bắt Ho Răng và ban lệnh truy nã. Họ chính thức triển khai truy bắt Ho Răng. Pháp y thì đang khám nghiệm tử thi cho người mà mình giết. Ông ta muốn mọi người phân biệt mình với Ho Răng. Do đó ông ta mới để lại các dấu vết, nhưng mà cảnh sát lại chẳng phát hiện ra. Lúc này Wang Ho và Xian Zhe bất ngờ xuất hiện. Pháp y thu lại biểu cảm độc ác và tỏ ra lương thiện. Wang Ho hỏi ông những vết đen trên chân nạn nhân là dùng thứ gì chấm lên. Pháp y nói rằng có thể là bút máy. Ông ta lại nhắc lại với hai người hung thủ có thể có hai kẻ, nhưng Xian Zhe lại chắc chắn hung thủ là Ho Răng. Nguyên nhân Ho Răng thay đổi cách thức gây án có thể do 2 năm trước anh thẩm vấn hắn. Khi đó anh đã nhắc đến cái chết của mẹ mình. Lúc đó bắt đầu khơi lại ký ức giết người của hắn. Anh chính là con trai của người bị hại 30 năm trước. Anh làm cảnh sát vì muốn bắt được hung thủ. Khi anh rời đi, pháp y bắt đầu nhớ về 30 năm trước. Người phụ nữ nằm dưới mặt đất cầu xin ông ta hóa ra chính là mẹ của Xian Re. Đây là loại duyên phận như thế nào vậy chứ? Nhưng ông ta cũng chẳng cảm thấy có chút áy náy nào, thậm chí còn cười một cách vô cùng quỷ dị. Cùng vào quãng thời gian đó, Wang Ho và Xian Re tìm thấy nhà mẹ của Ho Răng. Nơi này đã sớm bị các phóng viên bao vây. Mẹ Ho Răng vô cùng tức giận. Khi Xian Zhe hỏi, bà cũng chỉ trả lời một câu: tôi không có đứa con trai nào tên là Wang Ho cả. Ho Răng nhìn thấy mẹ mình trên TV. Bà nói rằng mình không có đứa con như hắn. Hắn ta vô cùng tức giận gọi điện thoại cho Xian Re. Hắn chất vấn anh tại sao phải gọi điện thoại làm phiền mẹ mình. Hắn ta còn nhấn mạnh rằng vụ án gần đây nhất không phải mình làm. Lúc này Jerry bỗng dưng đến cục cảnh sát. Cô lấy điện thoại nói với Ho Răng rằng mình tin hắn ta. Ho Răng bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào. Cô nói rằng cách thức gây án của hai vụ án tương tự, nhưng nếu như so sánh chi tiết có thể thấy hung thủ không phải một người. Nhưng Jerry không biết tại sao Ho Răng chọn hung khi là tất lưới. Tại sao hắn lại chọn giết những cô gái mặc váy ngắn? Chẳng lẽ bởi vì mẹ hắn đã cho hắn vào bệnh viện tâm thần? Ngày hôm đó có phải mẹ hắn mặc váy ngắn hay không? Hắn ta giết tất cả những người mặc váy ngắn. Thật ra là hắn muốn coi như đã trút giận được vào mẹ mình. Lúc này Ho Răng bỗng nhiên gọi tên của Jerry. Hóa ra hắn ta đã sớm nhằm vào Jerry. Sau đó hắn liền ngắt điện thoại. Cuộc điện thoại này khiến Wang Ho cảm thấy vô cùng bất mãn. Anh ta cảm thấy cuộc điện thoại này có thể kích động Wang Ho tiếp tục gây án. Anh trách Jerry rằng hành vi này rất vô trách nhiệm. Nhưng Jerry cũng không quan tâm. Cô vốn đã có chuẩn bị từ trước. Ngày hôm sau Jerry lấy ra một chiếc váy ngắn. Cô còn trang điểm rất xinh đẹp. Hóa ra cô muốn lấy bản thân mình thành mồi nhử. Trước khi đi cô còn đeo chiếc còi mà mẹ mình để lại. Cô đi một mình đến khu vực hoang vắng. Bỗng nhiên cô nhận được điện thoại của bạn gọi từ anh đến. Người bạn nói rằng có người đang tìm Park Eun-ho. Jerry thắc mắc không biết ai đang tìm mình nhưng cũng không nghĩ nhiều. Một bên khác, ông Pháp Y bỗng xem được một đoạn phỏng vấn Jerry tại bệnh viện. Trong đoạn phỏng vấn cô đoán ra được địa điểm tiếp theo mà Ho Răng sẽ giết người. Cô đoán đó chính là một khu vực gần hồ nước. Pháp Y đoán rằng Jerry định lấy chính mình làm mồi nhử. Ông ta gọi điện cho Xian Re nói rằng cô đang rất nguy hiểm. Xian Re vô cùng căng thẳng. Cảnh sát ngay lập tức đến hồ chứa nước tìm Jerry. Bỗng nhiên đồng nghiệp mà Xian Re nhờ điều tra con gái Wang Ho cũng gọi đến. Người đồng nghiệp này nói rằng Park Eun Ho chính là giáo sư tại trường đại học Ho Răng Sin Jerry. Xian Zhe không ngờ rằng con gái của Wang Ho lại chính là Jerry. Anh kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời. Lúc này một người đàn ông sau khi đánh ngất Jerry đã kéo cô vào trong rừng sâu. Người đàn ông này chính là Ho Răng. Ho Răng dùng tất lưới buộc chặt tay và chân của cô. Khi đang chuẩn bị ra tay độc ác thì Jerry bỗng tỉnh lại. Cô đá một cước vào người Ho Răng rồi quay người bỏ chạy. Nhưng dù cô có chạy hết sức vẫn không thể chạy thoát. Ho Răng dần dần đã bắt kịp cô. Jerry bỗng nhiên nhớ đến chiếc còi của mình. Cô hoảng loạn thổi còi. Wang Ho đang ở khu vực gần đó đã nghe thấy tiếng còi. Anh dường như đã nhớ ra điều gì đó. Anh ngay lập tức chạy về hướng tiếng còi. Ho Răng đang dùng tất lưới thắt cổ Jerry. Khi Jerry gần ngạt thở, may sao Wang Ho đến kịp thời. Anh hét lên một tiếng to khiến Ho Răng hoảng sợ bỏ đi. Wang Ho không đuổi theo mà quyết định cứu người. Anh vội vàng cởi bỏ tất lưới trên cổ cô. Anh muốn gọi Jerry tỉnh dậy. Lúc này Xian Zhe cũng đã đi tới. Wang Ho bảo Xian Re hãy đi đuổi theo tên tội phạm, nhất định không được để hắn ta trốn thoát. Khi nhìn thấy Jerry đã tỉnh lại, Wang Ho cũng thở phào. Lúc này Wang Ho bỗng nhiên nhìn thấy chiếc còi của Jerry. Anh nhớ đến chiếc còi mà vợ đã tặng cho mình. Bỗng nhiên anh phát hiện ra điều gì đó. Anh không thể nào ngờ được Jerry chính là con gái của mình. Lúc này đội trưởng đã cho người đến gấp gáp chữa trị cho Jerry. Xian Re thì đuổi theo kẻ sát nhân Ho Răng. Hai người vật lộn với nhau, cuối cùng họ cùng nhau ngã xuống vách núi. Xian Ho đấm ngã Ho Răng. Anh dùng hết sức kẹp chặt cổ của Ho Răng. Nhóm trưởng cũng đã dẫn người đến giúp Xian Zhe khống chế tội phạm. Xian Zhe không khống chế được mà khóc to. Sau 30 năm, cuối cùng mẹ của anh ở trên trời cũng có thể nhắm mắt. Khi về đến đồn cảnh sát, có rất nhiều người đang đợi ở cửa. Ho Răng cũng bị áp giải đi trong tiếng mắng chửi của mọi người. Wang Ho sau khi đưa Jerry đến bệnh viện thì không rời nửa bước. Anh nhìn con gái mình bị thương khắp người. Anh bỗng nhớ về những hình ảnh khi mình gặp được Jerry. Nếu như anh không mất tích thì Eun-seok cũng sẽ không mất.
tuổi thơ của con gái anh cũng không bi thảm như vậy. Wang Ho vô cùng tự trách bản thân. Lúc này Si An Ze cũng đã đến bệnh viện. Anh muốn nói với Wang Ho rằng con gái anh chính là Zeji. Nhưng Wang Ho nói bản thân mình đã biết rồi. Si An Ze nói Zeji đã hoàn toàn quên đi hết những chuyện hồi nhỏ. Năm cô 15 tuổi, bố mẹ nuôi của cô bị chết do hỏa hoạn. Cô còn bị nghi ngờ là kẻ đã phóng hỏa. Do đó cô có bóng ma tâm lý. Si An Ze mong rằng Wang Ho sẽ nói sự thật với Jerry. Nhưng Wang Ho thì cảm thấy rất khó có thể mở lời. Jerry sau khi hôn mê đã dần dần khôi phục ký ức. Ký ức về việc mẹ mình đã đeo chiếc còi cho mình. Mẹ hứa dù có chuyện gì xảy ra, khi gặp nguy hiểm, hãy thổi chiếc còi này. Rồi nhớ đến khi cô được nhận nuôi. Dù cô có thổi còi như thế nào thì mẹ cũng không xuất hiện. Lúc này Jerry đã tỉnh dậy. Nhưng không ngờ câu đầu tiên cô nói lại là hỏi xem đã bắt được hung thủ chưa. Cô còn bảo Si An Re hãy mau chóng lấy lời khai của cô. Jerry nhớ lại một cách chi tiết những gì xảy ra đêm đó. Khi cô đang đi trên đường, bỗng nhiên bên cạnh có một bóng người. Sau khi đánh ngất cô thì kéo cô vào trong rừng cây. Lúc này Ho Răng còn nói, vụ giết người bên bờ sông và công viên không phải hắn ta giết, nhưng những vụ án khác đều là do hắn ta làm. Càng nghĩ lại Jerry càng cảm thấy kinh sợ, toàn thân run bần bật. Đôi mắt cô vô cùng hoảng loạn, cô dần dần thở thẫn. Giống như việc chiếc tất lưới vẫn đang thắt trên cổ vậy. Cuối cùng Jerry không chịu đựng nữa phải khóc to lên. Lúc này Si An Ze vô cùng đau lòng, anh ôm lấy cô. Jerry bình thường vốn là người lạnh lùng, nhưng bây giờ cô lại phải lột bỏ chiếc mặt nạ kiên cường của mình ra. Wang Ho đứng ngoài nghe xong thì vô cùng căm phẫn. Anh tự hứa sẽ để cho Ho Răng phải chịu cái giá đắt. Hôm sau họ đến cục cảnh sát. Họ cùng nhau xử lý những bằng chứng phạm tội của Ho Răng. Tuy nhiên khi cảnh sát đem chứng cứ đến chất vấn hắn, hắn phủ nhận hoàn toàn. Không còn cách nào khác, Si An Ze chỉ đành lấy ra máy phát hiện nói dối. Họ còn nhờ cả chuyên gia tâm lý đến hỏi cung. Chuyên gia không ngừng hỏi cung và kích thích hắn. Lúc này Ho Răng đã bắt đầu bị ảnh hưởng tâm lý. Nhất là khi chuyên gia hỏi hắn tại sao năm đó bóp cổ em gái. Ho Răng bỗng nhiên tức giận đập máy phát hiện nói dối. Hắn ta nhìn chằm chằm cảnh sát bên ngoài. Máy phát hiện nói dối đã hiện lên những vật đỏ. Điều này cũng chứng tỏ Ho Răng đã giết người. Lúc này Si An Ze rất lo lắng cho Reggie nên đã gọi điện hỏi thăm. Aneri nói rằng bản thân mình không sao. Si An Ze không yên tâm lắm nên đã dặn dò cô vài câu. Wang Ho thấy cảnh đó thì không thể nhịn được. Anh hỏi hai người họ là quan hệ gì. Từ khi biết Zeji là con gái của mình, anh bảo vệ cô vô cùng chặt chẽ. Anh còn nói với Si An Ze trước khi mình đồng ý, hai người không được bên nhau. Ngày hôm sau trong phòng thẩm vấn, Si An Ze nói mình là con trai của một nạn nhân. Anh còn lấy ra tấm ảnh của mẹ mình. Ho Răng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn thậm chí còn có thể nói ra chính xác trang phục ngày mẹ anh bị hại. Hắn cũng nói mình không hề giết hại mẹ anh ta. Wang Ho vô cùng tức giận nói với Ho Răng những lời như trong phòng thẩm vấn năm đó. Anh lặp lại không thừa một chữ nào. Tôi chỉ giết chó. Giết người cũng cần có lý do ư? Ho Răng vô cùng kinh ngạc nhìn người trước mặt. Sao anh ta có thể nói chính xác những gì mình và người cảnh sát 30 năm trước đã nói? Điều này khiến Ho Răng vô cùng hoảng sợ. Wang Ho cũng không giấu thân phận của mình nữa. Anh nói thẳng là mình vì để bắt hung thủ nên xuyên đến 30 năm sau. Nhưng Wang Ho nhắc đến việc chân của nạn nhân có những vết đen tròn. Ho Răng lại bày ra vẻ mặt mờ mịt. Dường như hắn không hề biết về chuyện này. Wang Ho cũng bắt đầu nghi ngờ. Bỗng nhiên anh nghĩ đến một khả năng. Có lẽ nào Ho Răng không phải là hung thủ từ 30 năm trước, mà hắn chỉ là kẻ đã chứng kiến quá trình xảy ra vụ án. Mà lúc này mẹ của Ho Răng đã đến cục cảnh sát. Mặc cho 10 năm không gặp, bà cũng không hề tình cảm gì với con trai mình. Ho Răng bình tĩnh hỏi mẹ mình, tại sao năm đó bà lại làm chứng cứ ngoại phạm cho mình? Nghe thấy vậy, bà mẹ cũng nghiến răng nói, bởi vì bà không muốn người khác biết bản thân mình sinh ra một kẻ giết người. Ho Răng nghe xong bỗng nhiên rơi nước mắt. Khi mẹ rời đi, Ho Răng quyết định tự thú. Hắn ta nhận bản thân mình đã giết tất cả các nạn nhân. Nhưng Wang Ho thì vẫn cảm thấy hoài nghi, nhất là sau khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm máu của hắn không có nicotine. Anh mời Ho Răng hút thuốc lá, nhưng Ho Răng nói bản thân không hút thuốc. Điều này khiến Wang Ho càng khẳng định hắn không phải hung thủ, bởi vì 30 năm trước, hung thủ trong đường hầm có hút thuốc. Mặc dù Ho Răng biết rằng mình đã bị nhìn thấu, nhưng hắn ta vẫn nhất quyết nói mình là hung thủ. Wang Ho càng chắc chắn hắn ta chính là nhân chứng. Ho Răng cũng nhớ về hồi ức năm đó, khi mẹ của Si An Ze bị hại, hắn ta cũng trùng hợp đi qua đó. Hắn ta chứng kiến toàn bộ cảnh hung thủ giết người. Nhưng hắn ta không những không sợ hãi mà còn càng hưng phấn. Si An Ze chú ý đến trạng thái tinh thần của hắn. Anh cũng bắt đầu nghi ngờ. Anh gọi cho pháp y. Anh nói rằng có thể Ho Răng không phải hung thủ mà là người bị hại. Hung thủ thật sự có thể là người khác. Anh hỏi tại sao pháp y biết chuyện này. Pháp y bỗng nhiên thở dài. 30 năm trước không chỉ có người trốn thoát mà còn có cả nhân chứng. Không ngờ Ho Răng lại nhận tất cả tội lỗi thay cho ông ta. Wang Ho và Si An Ze đi thăm Jerry. Bỗng nhiên một cuộc gọi thông báo Ho Răng đã tự sát trong tù. Hóa ra pháp y đã đến thăm Ho Răng. Ông ta muốn biết hắn đã nhìn thấy những gì. Nhưng Ho Răng cũng không nhận ra pháp y. Hắn nghĩ rằng ông ta là nhà báo nào đó. Ông ta hỏi hắn có thể miêu tả cảm giác khi gây án không. Ho Răng cũng không hề trốn tránh.
hắn nói thằng mình dùng tất lưới bịt miệng nạn nhân, sau đó lại trói chặt tay chân họ, sau đó hắn dùng tất lưới để vòng qua thắt cổ. Thắt cổ đến 3 lần lặp lại, bỗng dưng pháp y ngắt lời hắn. Phải là một lần chứ? Ho Giang nghe xong cũng không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm ông ta. Bỗng nhiên hắn ta cười to, hắn nhận ra pháp y chính là kẻ sát nhân 30 năm trước. Pháp y muốn hắn trở thành kẻ thế tội cho mình. Ông ta liền cố ý nói hắn sẽ bị tù chung thân, giống như 8 năm hắn bị nhốt trong viện tâm thần. Hắn sẽ bị nhốt trong cái lồng ngày đêm, không thể phản kháng. Điều này đã khơi gợi những ký ức đau khổ của Ho Giang. Khi đối mặt với án tù chung thân, hắn đã cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Pháp y thấy mình đã đạt được mục đích, liền cười lớn. Lúc này Ho Giang đã nhìn thấy chiếc bút máy của pháp y. Sau khi về phòng giam, hắn đã tự sát. Trong tay hắn còn cầm một tờ giấy. Wang Ho cầm tờ giấy lên đọc thì trên đó có ghi Noel. Mọi người đều vô cùng nghi hoặc. Lúc này Xian Ze đang đi tìm pháp y để bàn luận về vụ án. Pháp y hỏi anh, tại sao cậu lại biết Ho Giang là nhân chứng? Xian Ze cũng không ngần ngại nói ra. Wang Ho đã từng đuổi theo hung thủ và ngửi thấy mùi khói. Trong lòng pháp y bắt đầu kinh ngạc và hoài nghi. Ngoài cảnh sát 30 năm trước đã truy đuổi mình, Wang Ho trẻ như vậy làm sao biết được? Lúc này Wang Ho cũng đến tìm Xian Ze. Pháp y bắt đầu đánh giá khuôn mặt của Wang Ho. Ông ta bỗng nhận ra đây là người đã đuổi theo mình 30 năm trước. Rõ ràng bản thân ông ta đã giết người này. Tại sao anh lại xuất hiện vào 30 năm sau? Pháp y cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng ông ta cũng cảm thấy rất thú vị. Pháp luật Hàn Quốc quy định, thời gian khởi tố kẻ giết người là 15 năm, mà kẻ sát nhân liên hoàn lại tiếp tục giết người sau 30 năm, cuối cùng bị Wang Ho bắt. Bởi vì vụ án 30 năm trước đã sớm hết thời gian truy tố, mà hung thủ Wang Ho đã tự sát trong tù. Vậy nên cảnh sát quyết định khép lại vụ án. Nhưng chỉ có họ mới biết, vẫn còn có một hung thủ khác đằng sau. Họ quyết định sẽ điều tra một cách kín đáo. Wang Ho cũng nói về vụ án mạng 30 năm trước cho mọi người nghe. Họ cũng tiến hành phân tích thông tin người bị hại. Tất cả những nạn nhân đều là những cô gái tuổi khoảng 20 tuổi. Họ cũng mặc váy ngắn và đi tất lưới. Cuối cùng họ đều bị thắt cổ bằng tất lưới. Mà chân của mỗi người bị hại đều có những điểm đen. Hung thủ sau 30 năm lại tiếp tục hành động. Bây giờ đã qua thời gian truy tố, hắn đã thực hiện hành vi phạm tội hoàn hảo. Vậy tại sao hắn lại tiếp tục giết người? Xian Ze nghĩ rằng có điều gì đó đã kích động hắn. Đội trưởng muốn Ze Ji đến phân tích giúp đỡ, nhưng Wang Ho lại phản đối. Xian Ze cũng nói thân phận của cô với đội trưởng. Đội trưởng vẫn nghĩ xuyên không đã là chuyện ghê gớm lắm rồi. Nhưng anh không ngờ được Ze Ji lại là con gái Wang Ho. Sau khi được thuyết phục, Wang Ho mới miễn cưỡng đồng ý cho Ze Ji tham gia điều tra. Pháp Y đang cười một cách điên cuồng. Ông ta cảm thấy mọi việc ngày càng thú vị. Cảnh sát truy sát mình 30 năm trước và đứa con trai của người mình đã giết 30 năm trước. Trong đầu ông ta bắt đầu có những kế hoạch thú vị. Khi Wang Ho và Xian Ze đang bàn bạc về từ Noel, Pháp Y bỗng đến cục giả vờ quan tâm Xian Ze. Pháp Y đang định lật tấm bảng ghi đầy chữ lên. Wang Ho lại ngăn cản không cho ông ta xem. Wang Ho nói đây là những thông tin mật không thể công khai. Pháp Y cười rồi không tiếp tục nữa. Lúc này Wang Ho bỗng nhìn thấy chiếc bút máy của Pháp Y. Ngày hôm sau Wang Ho và Xian Ze lại đến tù giam. Họ phát hiện ra người cuối cùng mà Ho Giang gặp là Pháp Y. Họ liền đến tìm ông ta. Nhưng Pháp Y chỉ nói ông Tô có một vấn đề không hiểu, nên ông ta mới đi hỏi Ho Giang. Nhưng Wang Ho lại cảm thấy đối phương rất đáng nghi. Tại sao sau khi Ho Giang gặp ông ta xong lại tự sát trong tù? Nhưng Pháp Y không hề trả lời. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Hai người nhìn vào mắt đối phương, dường như họ đều có đáp án riêng. Jerry vô cùng thắc mắc tại sao hung thủ lại tiếp tục giết người sau 30 năm. Cô bắt đầu nhớ lại những vụ án trước đó. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra, người may mắn có nằm vết đen trên chân đó, sau khi chết vào năm 2016, thì một loạt các vụ án xảy ra. Vậy nên cô nghĩ rằng hung thủ đã biết người năm đó không hề chết, vậy nên hắn mới quyết định giết người lần nữa. Cô nói với Xian Ze về phân tích của mình. Xian Ze nghĩ rằng chỉ những người tham gia điều tra vụ án nạn nhân 5 điểm đen mới biết trên chân nạn nhân có dấu vết. Có thể hung thủ đang ẩn thân ngay cạnh chúng ta, vậy nên anh bắt đầu điều tra nội bộ, nhưng không phát hiện ra ai đáng hoài nghi. Còn Wang Ho thì cảm thấy pháp y đáng nghi. Bởi vì người duy nhất khám tử thi là pháp y, lúc đó ông ta còn nói hung thủ dùng bút máy để đánh dấu. Mà thông qua việc kiểm tra các thành phần hóa học của điểm đen cho thấy đây chính là mực của bút máy. Mà pháp y cũng có một chiếc bút như vậy. Wang Ho nhờ đồng đội điều tra về thông tin của pháp y. Anh biết được pháp y sống ở Hoa Giang. Anh bỗng nhiên cảm thấy ông pháp y vô cùng đáng nghi. Bởi vì lúc đó ông ta cứ nhấn mạnh việc trên chân có những điểm tròn. Ông ta còn nói hung thủ không chỉ có một người. Anh không thể ngờ được hung thủ ở ngay bên cạnh mình. Wang Ho liền đến văn phòng của pháp y. Chiếc bút máy đó đang ở trong túi của pháp y. Trên bút máy có khắc chữ Noel. Wang Ho vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Không ngờ hung thủ chính là người trong nội bộ. Lúc này pháp y gọi điện thoại đến. Ông ta nói tất cả sự thật với Wang Ho. Wang Ho vô cùng tức giận hét lên với pháp y. Pháp y nói với Wang Ho hãy đến đánh một trận cuối cùng ở đường hầm. Người bạn tự anh của Jerry nói với cô Xian Re đang điều tra cô. Lúc này Jerry lại hẹn Wang Ho ra ngoài.
Cô hỏi anh tại sao lại điều tra mình. Sian Ho nói với Jerry Wang, Ho chính là bố của cô. Jerry nói rằng không thể nào vì anh ta còn quá trẻ. Cô muốn rời đi. Lúc này Sian Ze nói với cô rằng chiếc còi là do mẹ cô để lại. Lúc này Jerry bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Wang Ho đi một mình đến đường hầm. Pháp Y đã đợi từ rất lâu rồi. Ông ta không tin rằng trên đời này có việc xuyên không. Nhưng điều may mắn là Wang Ho chẳng có dấu vết tồn tại nào ở đây. Dù có giết chết anh ta cũng không sao cả. Bởi vì Wang Ho sinh năm 1988 cũng đã chết trong tay ông ta. Hóa ra lúc đó Wang Ho sinh năm 1988 phát hiện ra pháp y tiêm chất cấm cho người già. Sau đó người này đã mất vào ngày hôm sau. Sau đó Wang Ho đã theo dõi ông ta. Ông ta tức giận nên đã giết chết bà của cậu. Sau đó ông ta cũng đặt một chiếc bẫy. Ông ta đã giết luôn Wang Ho. Wang Ho nhìn thấy ông ta đang vô cùng đắc ý. Ông ta trực tiếp động thủ. Khi Wang Ho giang định phản kháng, thời không giao hòa, hai người vẫn đang ở đường hầm. Nhưng lại ở những thời gian khác nhau, hai người đều không tìm thấy đối phương. Lúc này một chiếc xe đạp đi đến. Wang Ho quay đầu nhìn, đây chính là những năm 80. Anh không thể ngờ mình đã xuyên về. Sau khi quay về anh ngay lập tức tìm Eun Suk. Lúc này Eun Suk đang phơi quần áo. Khung cảnh như thế này, Wang Ho đã tưởng tượng rất nhiều lần. Gặp được nhau, hai người vô cùng kích động. Hai người ôm lấy nhau. Wang Ho ôm lấy Eun Suk thật chặt. Sau đó Eun Suk hỏi anh đã đi đâu. Wang Ho nói rằng bản thân mình đã xuyên đến thời hiện đại. Anh còn nói mình đã gặp được con gái. Eun Suk nghe thế thì cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng cô vẫn tin tưởng anh. Cùng lúc đó, Sian Ze nói tất cả sự thật với Jerry. Anh cũng nói Wang Ho chính là bố của cô. Mặc dù cô cảm thấy rất khó tin. Nhưng việc chiếc còi chỉ có cô và mẹ biết. Và cả người bố chưa được gặp mặt cũng biết. Sau khi Jerry chấp nhận chuyện này, cô nhận ra hóa ra người âm thầm quan tâm mình lại là bố mình. Jerry gọi điện thoại cho Wang Ho, nhưng lại không có ai nghe máy. Pháp Y thấy Wang Ho biến mất thì rất kinh ngạc. Ông ta nghĩ rằng Wang Ho đã quay trở về. Ông ta cầm điện thoại của anh bỏ xuống hồ nước. Ông ta quay về phòng làm việc, bỗng nhiên phát hiện ra bút máy biến mất. Chiếc bút này rất quan trọng đối với ông ta. Vậy nên ông ta phải tìm khắp nơi. Ông ta đến đường hầm tìm nhưng vẫn không thấy gì. Hóa ra chiếc bút này đã bị Wang Ho mang về 30 năm trước. Đây là chứng cứ có thể chứng minh anh ta là hung thủ. Nhưng hiện tại vẫn chưa dùng đến. Anh phải đợi đến 30 năm sau để kiểm tra dấu vân tay. Anh ta bỏ chiếc bút máy vào trong túi áo. Sau đó anh thay một bộ quần áo khác. Anh tiếp tục đi điều tra việc pháp y giết người. Mà năm 2016, Jerry phát hiện ra Wang Ho không ở nhà. Anh cũng không đến cục cảnh sát. Cô nói với Sian Ze rằng Wang Ho có thể đã mất tích rồi. Mọi người trong cục vội vàng đi tìm anh. Buổi tối khi Jerry về nhà, cô vào căn phòng mà Wang Ho đã từng ở. Cô nhìn thấy tấm ảnh của mẹ mình trong phòng. Lúc này cô bỗng nhớ những chuyện hồi nhỏ. Nhìn người mẹ đang cười trong bức ảnh, cô vô cùng đau khổ ôm lấy ảnh mẹ khóc. Đội trưởng đang điều tra về tung tích của Wang Ho. Họ phát hiện sau khi anh đi đến bệnh viện Hoa Răng thì đi tiếp đến đường hầm. Đội trưởng đoán rằng anh đã trở về 30 năm trước, vậy nên anh mới bỗng dưng mất tích. Nhưng Sian Ze rất tò mò tại sao Wang Ho lại đến bệnh viện Hoa Răng. Anh điều tra camera thì thấy Wang Ho nói chuyện với một đồng nghiệp. Đồng nghiệp nói Wang Ho nhờ anh điều tra tin tức của Pháp Y, vậy nên Sian Ze cũng đến tìm Pháp Y. Anh hỏi ông ta có nhìn thấy Wang Ho hay không. Tuy nhiên Pháp Y lại nói không hề gặp anh. Sian Ze hỏi ông ta tại sao lại bị thương ở mặt. Pháp Y nói rằng lúc dọn dẹp giá sách không may bị thương. Sian Ze cũng không hỏi nhiều mà lập tức rời đi. Lúc này Sian Ze cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ ông ta. Jerry cũng đến gặp bác sĩ Pháp Y. Cô nói rất hoài nghi động cơ giết người của tên hung thủ. Vậy nên cô đã đến hỏi Pháp Y. Cô hy vọng có thể nghe phân tích từ góc độ Pháp Y. Jerry đoán rằng động cơ gây án lại của hung thủ là do hắn biết nạn nhân thứ 5 từ 30 năm trước chưa chết. Pháp Y cũng vô cùng tán đồng với suy nghĩ của cô. Ông ta cũng nói hung thủ đã thực hiện tội ác hoàn hảo. Hắn không muốn có con cá nào lọt lưới nên mới tiếp tục gây án. Nhưng cách thức gây án của hai hung thủ rất khác nhau. Họ rằng mỗi khi gây án đều thắt cổ nạn nhân nhiều lần, mà tên hung thủ khác chỉ thắt cổ một lần. Một bên là gây án dựa vào sự hưởng thụ, một bên là giết người có động cơ. Buổi tối Jerry gặp Sian Ze. Cô rất cảm ơn Sian Ze đã đối tốt với mình. Cuối cùng cô cũng biết được bố mình là ai. Dù cho không thể gặp lại nữa, cô cũng mãn nguyện rồi. Nhưng hai người không hề biết một điều. Việc Jerry là con gái của Wang Ho đã bị Pháp Y nấp đằng sau cây nghe hết. Pháp Y nở một nụ cười nham hiểm. Larry cũng nói với Sian Ze mình vừa đi tìm Pháp Y. Pháp Y đã nói ra sự khác biệt của Ho Răng và hung thủ kia. Từ vết thắt trên cổ của nạn nhân N có thể phán đoán được một số điều sau. Ho Răng thì thắt cổ nạn nhân nhiều lần, còn hung thủ chỉ thắt cổ nạn nhân một lần. Sian Ze nghe xong thì cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Anh liền đi đến phòng kiểm định. Anh tìm đến Pháp Y khác đã xét nghiệm thi thể nạn nhân. Hóa ra việc thắt cổ bao nhiêu lần là điều không thể biết được. Chỉ có hung thủ mới có thể biết. Lúc này Sian Ze mới bừng tỉnh, hóa ra Pháp Y mới là hung thủ. Vào năm 1986, Wang Ho đã đi đến nhà của Pháp Y, nhưng trong nhà không có ai cả. Lúc này Pháp Y bỗng dưng về nhà. Hai người lại gặp nhau lần nữa, nhưng ở giai đoạn khác nhau.
Khi Wang Ho đang muốn bắt hắn vì tội giết người, hắn bỗng nhiên bỏ chạy. Wang Ho vội vàng chạy theo. Cuối cùng hai người lại đến đường hầm. Pháp Y không hề ngần ngại chạy vào bên trong. Wang Ho cũng chạy theo hắn. Lúc này thời không lại xoay chuyển. Wang Ho lại quay về năm 2016. Cảnh sát đuổi theo nghi phạm đến đường hầm, nhưng không ngờ lại xuyên về năm 2016. Wang Ho không thể nào hiểu được điều này. Anh khó khăn lắm mới quay về năm 1986, nhưng vì đuổi theo tên Pháp Y hồi còn trẻ nên lại xuyên qua. Nghĩ đến việc lại rời xa vợ mình, anh lại càng đau khổ. Sian Re thì đã chắc chắn Pháp Y là kẻ giết người liên hoàn. Người mà anh tin tưởng nhất lại là người đã giết mẹ mình, mà kẻ sát nhân thì vẫn có thể đeo mặt nạ với nụ cười lương thiện. Điều này khiến Sian Re gục ngã. Sau khi ổn định lại tinh thần, Sian Re đến gặp Jeji. Anh nói hết tất cả với cô. Jeji còn giúp anh băng bó vết thương. Hai người đều cho rằng Wang Ho đã hiểu rõ bộ mặt thật của Pháp Y, còn Eun Suk vẫn đang đứng ngoài cửa đợi chồng mình. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng Wang Ho. Eun Suk biết rằng anh lại xuyên qua rồi, nhưng cô cũng tin anh sẽ sớm quay về. Wang Ho lại tiếp tục chạy điên cuồng trong đường hầm. Anh muốn quay trở về gặp vợ mình, nhưng anh không thể nào đạt được ước nguyện. Xem ra anh phải bắt được hung thủ mới có thể quay về. Lúc này Wang Ho bỗng nhớ ra một chuyện. Chiếc bút bi của Pháp Y đã bị anh để lại 30 năm trước. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành về cục cảnh sát. Khi Wang Ho đến cục cảnh sát, nhóm trưởng rất ngạc nhiên. Không phải cậu đã về rồi sao? Wang Ho chỉ đành nói ra sự thật. Anh chỉ có thể bắt được hung thủ mới có thể kết thúc tất cả. Nhóm trưởng liền gọi điện cho Sian Ze. Sau đó Jerry và Sian Ze cùng nhau về cục cảnh sát. Khi nhìn thấy Wang Ho, Jerry bỗng khóc lên. Cô ôm lấy bố mình giống như một đứa trẻ. Wang Ho sau khi ôm con gái đã trưởng thành của mình thì vô cùng tự trách. Bốn người cùng nhau tìm cách bắt Pháp Y về quy án. Bởi vì chiếc bút máy có thể làm chứng cứ đã để ở 30 năm trước, Pháp Y đã dùng chiếc bút đó vẽ điểm đen đánh dấu lên người nạn nhân. Wang Ho quyết định phải bắt Pháp Y lại trước. Khi Wang Ho và Sian Ze tìm thấy Pháp Y, ông ta đang rất vui vẻ đùa giỡn cùng đồng nghiệp. Wang Ho xông đến đáp đổ bàn uống nước. Anh trực tiếp bắt ông ta vì là nghi phạm giết người. Không ngoài dự đoán, ông ta không thừa nhận mình đã phạm tội. Nếu như phía cảnh sát không đưa ra chứng cứ thì phải thả ông ta trong vòng 48 giờ. Lúc này Wang Ho và Sian Ze đã tìm đến nhà Pháp Y. Trong phòng vắng vẻ không có gì, dường như không có đồ đạc gì mấy. Bên trên có dán đầy những bức ảnh của người già. Wang Ho vô cùng kinh ngạc. Hóa ra hắn ta không chỉ giết những cô gái trẻ, mà còn giết cả những cụ già. Hành vi tội ác của hắn ta không hề ngừng, chỉ là không bị phát hiện ra. Sau đó Wang Ho lại tiếp tục phỏng vấn Pháp Y, nhưng cũng không thu được kết quả gì. Pháp Y lấy việc anh dùng thân phận của người khác ra đe dọa. Lúc này Jerry đang đến nhà Pháp Y để điều tra. Người hàng xóm nói với Jerry, Pháp Y từ nhỏ được bà ngoại nuôi dưỡng. Mẹ của ông ta không thường về nhà. Nghe nói bà ta làm công việc không thể thấy ánh sáng. Về sau bà ta chết vì ngộ độc rượu. Lúc này Jerry nghi ngờ cái chết của mẹ chính là nguyên nhân khiến ông ta giết người. Tuy nhiên vẫn chưa tìm ra chứng cứ buộc tội Pháp Y. Việc này đã làm ảnh hưởng đến cả cấp trên. Ông mắng các cảnh sát và tự tay thả Pháp Y ra. Pháp Y lại một lần nữa được tự do, mà cảnh sát chỉ có thể nhìn Pháp rời đi. Tất cả mọi thứ lại rơi vào ngõ cụt. Đội trưởng chỉ đành phái hai cảnh sát khác đi, buộc họ theo dõi từng hành vi của Pháp Y. Khi Sian Ze đưa Wang Ho về nhà thì gặp được Jerry. Wang Ho định đưa Residian. Sian Ze cũng muốn đi cùng nhưng Wang Ho không cho. Sian Ze bất lực nhìn hai người rời đi. Wang Ho vừa ăn vừa nói chuyện với Jerry. Anh kể rất nhiều chuyện về mẹ cô. Wang Ho nhìn con gái mình vô cùng chiều chuộng. Đồng thời anh cũng nhắc nhở cô đừng làm những việc nguy hiểm. Có thể cùng bố mình ăn cơm, còn nghe bố mình cằn nhằn, Jerry cảm thấy rất hạnh phúc. Buổi tối, Wang Ho lại họp với các cảnh sát. Họ ở dưới nơi làm việc của Pháp Y để theo dõi. Nhưng rất nhiều giờ trôi qua mà không có động tĩnh. Mọi người cảm thấy kỳ lạ nên đã tiến vào văn phòng. Tuy nhiên, chỉ có một vị bác sĩ khác, còn Pháp Y thì đã mất dạng. Lúc này trong công viên, một cô gái đang gọi điện thoại. Pháp Y lại xuất hiện, bi kịch đã xảy ra. Pháp Y dùng tất lưới thắt cổ cô gái. Trên mặt ông ta lộ ra nụ cười độc ác. Không lâu sau, cô gái đã bị thắt cổ chết. Một vụ án dã man lại xảy ra. Cảnh sát lại đến hiện trường xem xét thi thể. Wang Ho cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nếu như hôm qua họ không mất dấu Pháp Y thì vụ án đã không xảy ra. Tuy nhiên lúc này trên chân nạn nhân không có vết đen tròn, bởi vì ông ta không còn bút máy nữa. Wang Ho và Sian Ze lại đến tìm Pháp Y để điều tra. Pháp Y biết rằng họ chưa tìm ra chứng cứ nên vẫn rất ung dung. Wang Ho tức giận nắm lấy cổ áo ông ta. Nếu như ông ta chết đi thì sẽ không còn ai bị hại nữa. Nhưng bảo vệ bên ngoài thì xông vào bắt Wang Ho đi ra. Sian Ze dùng sức khống chế hai tay đang run của mình. Anh hỏi ông ta tại sao tối qua lại giết người. Pháp Y chỉ cười mà không nói gì. Ông ta lấy một con cờ quăng về phía Sian Ze. Ông ta cũng nói chỉ có bắt được vua, trò chơi mới kết thúc. Jerry đang giảng bài cho học sinh. Bỗng nhiên cô nhìn thấy chiếc bút của học sinh có khắc chữ. Những ký ức lại tràn về trong đầu cô. Hồi nhỏ cô cũng nhìn thấy một chiếc bút máy có khắc chữ. Cô vội càng gọi điện cho Wang Ho. Bởi vì lúc xuyên không, anh đã mang bút máy về.
Vậy nên ký ức của cô đã có sự thay đổi. Mẹ cô nói nhất định phải giữ gìn chiếc bút cẩn thận và nhắc cô hãy cất bút kỹ vào con gấu mà bố đã mua tặng. Khi Jerry đang định đến cục cảnh sát thì không ngờ Pháp Y mặc một thân đồ đen đến. Hắn ta hỏi cô bút máy ở đâu. Hóa ra Pháp Y đã lắp máy nghe lén trong quân cờ đưa cho Cianre. Vậy nên ông ta nghe được hết câu chuyện. Wang Ho ở cục cảnh sát chờ đợi nhưng không thấy Jerry đâu. Anh đến trường đại học tìm Jerry, tuy nhiên phát hiện ra điện thoại của cô rơi dưới đất. Lúc này anh mới nhận ra có thể Jerry đã gặp chuyện. Cianre cũng vội vàng đi đến. Họ tìm đến phòng quản lý camera. Hai người xem camera thì bỗng nhiên thấy hình ảnh của Pháp Y. Lúc này Jerry đang ở trong cốp xe đã tỉnh lại. Cô phát hiện xung quanh mình tối đen. Cô không ngừng giãy giụa nhưng vô ích. Lúc này cảnh sát đã điều động toàn bộ lực lượng của mình. Họ mở cuộc tìm kiếm diện rộng. Nhưng Pháp Y rất xảo quyệt, hắn rất giỏi giấu hành tung. Vậy nên họ vẫn chưa xác định được vị trí của ông ta. Trong lúc mọi người chưa biết phải làm thế nào thì một cuộc điện thoại gọi tới. Hóa ra là người thợ sửa xe đã sửa chữa cho xe của Pháp Y. Xe của Pháp Y đã bị nổ lốp. Vậy nên ông ta phải tìm thợ đến sửa xe. Trước khi ông ta rời đi, bỗng cốp xe có tiếng động lạ. Wang Ho bỗng nhiên rất kích động. Nơi mà ông ta đến có thể là ở quê nhà. Vậy nên cảnh sát đi đến khu nhà cũ của Pháp Y. Tất cả mọi người đều tìm kiếm nhưng không tìm thấy ông ta. Ở một góc kín khác, Pháp Y đang âm thầm quan sát họ. Sau khi họ rời đi, Pháp Y tháo băng dính dán miệng Jerry ra. Sau đó ông ta bóp chặt cổ của cô. Ông ta không ngừng hỏi cây bút máy ở đâu. Khi sắp ngạt thở, Jerry chỉ đành nói ra nơi cất giấu chiếc bút. Cô nói rằng bút máy mình đã để quên ở nước Anh. Pháp Y đưa điện thoại cho Jerry, bắt cô bảo người gửi bút đến Đại học Hoa Răng. Bạn của Jerry khi nhận điện thoại thì rất hoài nghi, bởi vì Jerry không để lại gì bên anh cả. Nhưng anh chưa nói gì thì điện thoại đã tắt, anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vậy nên anh gọi đến cho Cianre. Sau khi Cianre nhận được điện thoại, anh nhận ra Jerry đang cho mình thời gian. Do đó cô nhờ người bạn đố gửi một chiếc bút đến. Cô cũng đánh giá căn phòng mà mình đang ở đây. Bỗng nhiên cô nhìn thấy bức vẽ mà Pháp Y vẽ hồi nhỏ. Trên đó có một người phụ nữ ăn mặc loè loẹt, uốn tóc xoăn. Ở bên cạnh còn có một đứa bé. Jerry nhìn Pháp Y rồi hỏi ông ta. Ông giết những người phụ nữ mặc váy ngắn và đi tất lưới là do mẹ của mình nhỉ? Pháp Y nghe xong thì vô cùng kích động. Những kỷ niệm về tuổi y thơ bỗng nhiên tấn công ông ta. Lúc đó ông ta vẫn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Mẹ ông ta thường xuyên bỏ con mình ở một mình không chăm sóc. Còn bà ta thì đi tất lưới, ăn mặc xinh đẹp để đi tiếp khách. Thời gian trôi đi, Pháp Y càng trở nên uất hận. Jerry lại tiếp tục hỏi ông ta. Pháp Y cuối cùng cũng nói ra lý do giết người. Chỉ trách rằng tại sao những người phụ nữ này đêm tối rồi còn đi ngoài đường. Mẹ của Cianre thậm chí còn cười với người đàn ông lạ mặt. Điều này khiến ông ta vô cùng kinh tởm. Jerry sau khi nghe xong thì cười lên. Cô nói với ông ta đây chỉ là cái cớ. Ông chính là con quỷ hưởng thụ việc giết người. Lúc này lớp mặt nạ của ông ta đã bị gỡ bỏ. Ông ta vô cùng căm tức nhìn chăm chăm Jerry. Jerry cũng không cam tâm mà nhìn về phía ông ta. Tuy nhiên ông ta đã kiềm chế không giết cô. Ông ta chạy ra bên ngoài đường phố. Ông ta nhớ về những ký ức xưa. Mẹ ông ta sau khi tặng cho ông ta một cây bút máy, bà lại phải đi tiếp khách. Khi ông ta nghe thấy tài xế nói lời khiếm nhã với mẹ mình, ông ta vô cùng tức giận và bắt đầu vụ giết người đầu tiên. Chiếc bút máy đã được gửi đến địa điểm xác định theo yêu cầu. Cảnh sát đã bố trí bao vây để bắt hung thủ. Wang Ho và Xian Ready theo người giao hàng. Tuy nhiên họ phát hiện ra không có bưu kiện của Jerry. Hóa ra Pháp Y đã sớm lấy nó đi rồi. Mọi người đều nghi ngờ tại sao lại bị lộ kế hoạch. Lúc này Xian Ho bỗng nhiên nhìn thấy con cờ trên bàn. Anh mở ra thì phát hiện có máy nghe lén. Wang Ho tức giận phá nát chiếc máy. Khi Pháp Y mở bưu kiện ra thì phát hiện đây không phải bút máy của ông ta. Ông ta vô cùng tức giận hỏi Jerry vị trí của chiếc bút thật. Nếu như cô không nói ra, ông ta sẽ tiết lộ một chuyện. Wang Ho đã xuyên từ 30 năm trước về đây. Sau đó còn dùng thân phận của Wang Ho sinh năm 1988. Chắc hẳn mọi người đều có hứng thú với việc này. Hóa ra, sau khi che giấu được vụ án 30 năm trước, rất nhiều nạn nhân chết mà không tìm được hung thủ. Ông ta nghĩ mình có thể lật cả trời, đem theo bí mật này sống hết đời. Hôm nay ông ta đã bắt được Jerry, vậy nên kẻ chiến thắng của trò chơi này chắc chắn là ông ta. Nhưng ông ta không ngờ rằng Jerry không nói ra vị trí của cây bút máy. Sự nhẫn nại cuối cùng của Pháp Y đã dần cạn kiệt. Ông ta muốn giải quyết cô ngay lập tức. Lúc này Wang Ho đến nhà Jerry, anh tự trách mình không bảo vệ được con gái. Nhưng anh đã chú ý đến máy ghi âm trên bàn. Anh nghe ghi âm về cuộc trò chuyện của Jerry và hàng xóm của Pháp Y. Sau đó anh bỗng dưng nhớ đến nơi Pháp Y trốn có lẽ có liên quan đến mẹ ông ta. Anh liền vội vàng gọi Cianre lái xe đến nơi mà mẹ Pháp Y từng sống. Khi Pháp Y đang định ra tay thì trước cửa có tiếng động. Ông ta liền đánh ngất Jerry và đưa cô lên xe chạy trốn. Wang Ho liền vội vã chạy theo. Tuy nhiên không ngờ rằng Jerry bỗng nhiên tỉnh lại. Cô mở cửa xe rồi nhảy xuống. Pháp Y lúc này chỉ đành vội vã bỏ chạy. Mặc dù không bắt được Pháp Y nhưng họ cũng cứu được Jerry. Jerry đang hoảng sợ nhìn thấy bố mình liền khóc lớn. Sau đó Wang Ho đưa Jerry về nhà. Jerry lấy ra món quà mà mẹ tặng mình.
Cô cũng lấy ra chiếc bút mẹ giấu trong con gấu. Thông qua quá trình kiểm tra, trên cây bút có DNA của nạn nhân thứ 7 và thứ 8. Điều quan trọng bây giờ là bắt được pháp y về quy án. Xian Ze nghĩ rằng pháp y là một con ác quỷ không thể ngừng giết người. Nếu bị kích động, ông ta sẽ lại gây án. Mọi người cùng nhau phân tích pháp y sẽ gây án ở khu vực gần Đại học Hoa Giang. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Cảnh sát chia nhau tìm kiếm ở khu vực gần Đại học Hoa Giang. Đội trưởng theo dõi camera phát hiện ra một người phụ nữ đang bị theo đuôi. Cô ta đang đi về phía công viên. Cô gái này mặc váy ngắn, đi tất lưới, rất thích hợp làm nạn nhân của pháp y. Wang Ho nhanh chóng đi theo kẻ tình nghi. Khi họ tưởng mình đã bắt được hung thủ thì phát hiện kẻ này không phải pháp y. Lúc này Wang Ho đã nhớ ra Ze Ji từng nói, bút máy rất quan trọng với pháp y. Bỗng nhiên anh nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Mục tiêu của pháp y chính là Ze Ji. Lúc này Ze Ji bị pháp y nắm tóc, sau đó bóp cổ cô vô cùng chặt. Khi pháp y đang dồn hết sức giết người, Wang Ho bỗng nhiên xuất hiện. Anh túm lấy pháp y và cho ông ta một quyền vào mặt. Cú đấm này là sự tích tụ thù hận suốt 30 năm. Mà Wang Ho có thể đến đây nhanh như vậy là do kế hoạch lập sẵn. Hóa ra Jerry vẫn thắc mắc cây bút có ý nghĩa gì với pháp y. Do đó cô đã đến căn nhà cũ của ông ta. Cô nhìn thấy một quyển nhật ký, trong đó có ghi lại những vụ giết người của ông ta. Ngày 1 tháng 10 năm 1985, năm khi mẹ chết, ông ta cũng không đau lòng, bởi vì bà chết vì lý do bẩn thỉu. Ngày 3 tháng 11 năm 1985, nhìn thấy một người phụ nữ đang gọi điện thoại. Cô ta mặc váy ngắn, đi tất lưới. Khi cô ta đi qua người hắn, hắn không thể chịu được sự bẩn thỉu của cô ta. Hắn nói mình đã rất lương thiện, không để cô ta cảm thấy quá đau đớn. Sau đó, hắn ký hiệu lên chân cô ta. Chiếc bút máy này là do mẹ tặng hắn ta. Lúc này Jerry gọi điện ngay cho Wang Ho. Cô gọi họ đến phòng làm việc của mình. Cô nói pháp y có chấp niệm lớn với cây bút máy, vậy nên bản thân cô sẽ là mục tiêu tiếp theo. Wang Ho đề nghị mọi người sẽ đến nhà Jerry, sau đó đợi pháp y lọt lưới. Vậy nên khi Jerry bị bóp cổ, Wang Ho và Xian Ze có thể kịp thời xuất hiện. Họ kịp thời khống chế pháp y. Xian Ze cảm thấy kẻ thù hơn mười mấy năm cuối cùng cũng phải trả giá. Anh không thể không rơi nước mắt. Sau 30 năm, cuối cùng linh hồn mẹ anh đã được an ủi. Cấp trên không ngờ pháp y chính là hung thủ. Ông ta cúi đầu xin lỗi mọi người. Mặc dù đã bắt được pháp y, nhưng cuộc chiến chưa kết thúc. Pháp y che giấu suốt 30 năm, nhất định sẽ không chịu nhận tội ngay. Wang Ho muốn làm cho ông ta chính miệng thừa nhận tội ác, nhưng tố chất tâm lý pháp y rất tốt. Mặc cho Wang Ho có chất vấn thế nào, ông ta cũng không nhận tội. Khi đội trưởng khám xét nhà pháp y, phát hiện ra những tấm ảnh trên tường. Sau khi tìm hiểu thân phận, họ phát hiện những người này là nạn nhân của pháp y khi ông ta làm tình nguyện. Tổng cộng có hơn 26 người già. Nhưng khi thẩm vấn, pháp y không hề có một chút hối hận nào. Ông ta cảm thấy những người phụ nữ mình giết đều là những người không trong sạch. Ông ta nghĩ rằng mỗi vụ án mình gây ra đều có lý do chính đáng. Người phụ nữ đầu tiên ông ta giết gọi điện cho mẹ nói mình phải tăng ca, nhưng thật ra lại đi gặp bạn trai. Nạn nhân thứ hai đã khoe với bạn của mình, cô nhận được rất nhiều thư tình. Nạn nhân thứ hai ngày nào cũng mặc váy vì người cô ta thích váy. Nạn nhân thứ năm muốn lên Seoul kiếm tiền, nhưng cô ta mới 19 tuổi thì kiếm tiền như thế nào? Lẽ nào giống như mẹ của ông ta? Nạn nhân thứ sáu đi khách sạn với người đàn ông xa lạ. Cảnh sát khi nghe xong đều cảm thấy kinh hãi. Lý do mà ông ta giết người đây sao? Xian Ze hỏi tại sao ông ta giết mẹ mình. Ông ta nói vì bà đã cười với một người đàn ông xa lạ. Xian Ze sau khi nghe xong thì ngay lập tức rơi nước mắt. Anh không nhẫn nhịn được liền đánh kẻ giết người không biết hối cải. Anh dùng sức bóp cổ ông ta. Suốt 30 năm bố anh sống đau khổ chỉ vì mẹ anh đã cười một cái. Tuy nhiên dù ra sao thì cũng không thay đổi được mọi chuyện. Truyền thông đưa tin hung thủ vụ án mạng liên hoàn 30 năm đã bị bắt. Các cơ quan báo chí trên cả nước đều đưa tin. Wang Ho và Xian Ze đã tìm được người thân của nạn nhân. Họ thông báo hung thủ đã bị bắt. Sau khi nghe được hung thủ đã bị bắt, người nhà nạn nhân đều khóc lớn. Sau 30 năm, Wang Ho mang hoa đến nơi giải cho cốt mẹ Xian Ze. Anh đã thực hiện được lời hứa năm đó. Sau đó anh đem cho cốt của Wang Ho sinh năm 1988 đến nhà người bà đã chăm sóc cậu ta. Bỗng nhiên anh phát hiện điện thoại của Wang Ho sinh năm 1988. Khi mở ra xem, hóa ra trong đó là chứng cứ phạm pháp của pháp y. Sau đó cảnh sát đều đến viếng cậu ta. Họ vô cùng cảm kích vì cậu ta đã hy sinh cho nhiệm vụ này. Hung thủ đã bị bắt. Wang Ho nói với Xian Ze mình phải quay về. Xian Ze sau khi nghe xong thì rơi nước mắt. Mặc dù rất không muốn nhưng anh biết Wang Ho không thuộc về nơi đây. Ngày hôm đó Wang Ho tụ tập cùng anh em cảnh sát. Đội trưởng rất buồn khi Wang Ho phải đi. Mọi người đều uống rất nhiều rượu. Wang Ho nói một tiếng xin lỗi. Sau đó Xian Ze lái xe đưa Wang Ho về nhà. Jerry làm một bàn đồ ăn cho Wang Ho. Anh ăn vô cùng ngon miệng. Jerry sau khi biết anh sẽ quay về thì vô cùng không nỡ. Wang Ho cũng không yên tâm về cô. Anh dặn dò cô rất nhiều điều. Jerry không hề nói gì mà chỉ ăn cơm. Cô lặng lẽ nghe bố mình dặn dò. Trước khi rời đi, cô còn chụp ảnh hai người. Hai người đều rất vui vẻ. Xian Ze và Jerry đưa Wang Ho đến đường hầm. Thời khắc cuối cùng, Jerry gọi anh một tiếng bố. Điều này khiến Wang Ho vô cùng cảm động.
anh nhờ Siamze hãy chăm sóc con gái mình. Sau đó anh tiến vào đường hầm. Anh cũng thành công xuyên về năm 1986. Tất cả mọi việc quay về như trật tự ban đầu. Vào một ngày năm 1988, khi Wang Ho bắt trộm thì gặp một người phụ nữ mang bầu. Sau đó anh đưa cô vào bệnh viện. May mắn làm sao cô đã mẹ tròn con vuông. Cô vô cùng cảm kích Wang Ho. Do đó cô cũng đặt tên con mình là Park Wang Ho. Cô hy vọng con trai mình giống như cảnh sát này, dũng cảm nghĩa khí. Đứa trẻ này chính là Wang Ho sinh năm 1988. Câu chuyện này thật là kỳ diệu. Khi Wang Ho trở về nhà, Eun Sak đang bế con ngủ. Còn Sian Jae nhỏ đang đứng bên cạnh cười vui vẻ. Wang Ho nhìn thấy cảnh này liền cười rất dịu dàng. Đây chính là kết cục của bộ phim Đường Hầm.